Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio truyện hay. Quý vị và các bạn thân mến, một cô nàng cá tính với tướng mạo con trai và tính khí mạnh mẽ với một chàng công tử giàu có luôn có bà mẹ kinh kiệu kè kè bên cạnh. Nếu cô va phải nhau trên hành trình cuộc đời, thì liệu có thể trở thành một cặp đôi hạnh phúc? Điều đó khó mà thành hiện thực bởi họ có quá nhiều khác biệt nhưng trong câu chuyện hôm nay minh ngọc diễn đọc ông tơ bà nguyệt đã thẳng tay dùng sợi tơ hồng trói buộc họ lại rồi lại khiến cho họ vướng phải bao rắc rối chuyện tình yêu giữa cặp đôi này sẽ khiến chúng ta trải qua những phút giây thật nhiều cảm xúc có lúc ngọt ngào có khi cay đắng lại có lúc thật căng thẳng hồi hộp để rồi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện tuyệt vời này cùng với giọng đọc minh ngọc chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trong phiên chợ huyện tấp nập người qua lại. Mặt trời đã đứng bóng nhưng vẫn còn mấy cô bán hàng ngồi lại chờ khách. Tuy hầu hết mọi người đã đi chợ mua thức ăn vào buổi sáng, nhưng vẫn có mấy chị khách quen tranh thủ trên đường đi làm về ghé mua. Vì thế, người bán cũng cố nán lại quá trưa mới dọn hàng về. "Chị Nguyên chuẩn bị về chưa?" Bà bán đậu bên cạnh dọn khay hàng chuẩn bị về, quay sang bà Nguyên bên cạnh đánh tiếng. Bà Nguyên cười đáp lại, Tớ còn ít rau cải Đợi lát bán xong thì về Giờ này vẫn còn sớm hơn mọi hôm Hôm nay bà Nguyên bán khá đắt hàng Mấy loại rau củ đều đã bán xong Chỉ còn mấy bó rau cải Bán một nhoáng xong là có thể về nhà Chồng và con gái Chắc cũng đã nấu ăn xong xuôi Đợi bà về rồi Dạo này tâm trạng bà Nguyên rất tốt Vì đứa con gái duy nhất của bà Là cái An mới nhận giấy báo Trúng tuyển trường cảnh sát con gái thi đỗ vào ngành đó đã hiếm cả cái huyện này cũng chỉ mình an đỗ thế nên bà nguyên đã sớm khoe với bạn bè buôn bán trong chợ ai nấy đều xúm lại chúc mừng còn bảo bà nguyên phải làm liên hoan to mời mọi người đến chung vui bà nguyên ngoài miệng thì nói năng khiêm tốn nhưng trong lòng đã vui đến tận trời rồi trước giờ mấy người trong xóm trên nhà bà có mỗi một cô con gái giờ con trai nhà họ còn phải ngước lên mà nhìn con gái bà chứ nghĩ thế bà nguyên lại tự ngồi cười thầm bỗng nhiên có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến đến trước quầy bà ấy vừa bước tới mùi nước hoa thơm phức ngay lập tức át đi cái mùi thịt cá tanh tuổi trong chợ bà nguyên tưởng khách mua hàng cười đon đả chuyện lấy rau không ạ à? rau nhà tự trồng sạch lắm người phụ nữ mặt lạnh tanh quan sát bà nguyên từ đầu đến chân hơi nhíu mày nói cho tôi tất cả chỗ này bao nhiêu tiền ôi thế thì may quá có năm mớ, chị đưa em 20 ngàn là được Chị còn bán gì nữa không? À không ạ, à, nay em bán hết rồi Mai chị ra đây em lại có đủ hàng Bà Nguyên đang vui mừng Vì vớ được khách sộp Thì người phụ nữ kia rút tiền ra trả Đưa cho bà Nguyên tờ 50 ngàn Rồi nói, tiền đây, không cần trả lại đâu Nếu bán xong hàng rồi Chị qua kia ngồi với tôi một lát, được không? Bà Nguyên giật mình Cũng không đưa tay ra nhận tiền vội Bà nhíu mày nhìn thật kỹ người trước mặt. Tôi, tôi có quen chị không nhỉ? Người phụ nữ kia cười khẩy, nói. Tôi là Ngọc Lan, mẹ của Huy, cũng là bạn trai của con gái chị. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với chị về việc của bọn trẻ. Bà Nguyên thu dọn mọi thứ để lên xe hàng. Sau đó theo người phụ nữ sang trọng kia đi vào quán cà phê dưới ánh mắt tò mò soi xét của mấy người bán hàng xung quanh. Hai người phụ nữ một trước một sau tiến vào quán chọn một bàn ở góc rồi ngồi xuống. Bà Lan mặc váy, trang điểm cẩn thận, trang sức đeo theo bộ, ra dáng một phu nhân nhà giàu. Còn bà Nguyên vẫn bộ quần áo cũ nhầu, trên tay còn mắc một mảnh lá rau, đầu tóc gọn gàng, gương mặt mộc mạc. Hai người ngồi cùng một bàn nhưng nhận ra rõ hai thế giới. Thật ra, bà Nguyên là dân buôn bán, lúc cần ăn diện thì vẫn biết ăn diện. Thằng bé Huy ở với bà nội cùng xóm với gia đình bà Nguyên Chuyện tình cảm của con gái với cậu bé tên Huy kia bà cũng biết Hai đứa yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi Nghe nói mẹ của Huy làm việc ở thành phố Thỉnh thoảng mới ghé qua thăm hai bà cháu Chỉ là không ngờ bà Lan lại tìm đến bất ngờ Vì thế mới không có sự chuẩn bị Bà cũng hơi lúng túng khi phải lép vế trước người phụ nữ kia Nhân viên trong quán nhanh chóng đem menu đến để cho hai người gọi đồ uống, Bà Lan tao nhã lấy menu gọi cà phê, sau đó đưa cho người đối diện. Bà Nguyên đang mải người suy nghĩ, xem tại sao mẹ cô Huy lại muốn gặp mình, nên lúc cầm menu có hơi ngẩn ra không biết gọi gì. Bà Lan thấy thế liền nói với nhân viên: "Cháu đợi chút nhé, bà ấy chưa được đến những nơi như này bao giờ nên không biết chọn gì, hay là bà đưa tôi chọn hộ cho." Lời nói này khiến bà Nguyên đứng hình. Không biết vô tình hay cố ý mà bà Lan lại nói ra những câu khiến người ta tự ái như vậy. Bà Nguyên gọi ngay một cốc nước ép, cũng không quên nói lại, nhà chúng tôi không lắm tiền nhiều của nhưng cũng không hiếm lạ gì nơi này, không biết hôm nay chị tìm tôi có việc gì. Bà Lan vẫn giữ thái độ trịnh thượng đánh giá bà Nguyên, sau đó mới nói, chuyện của bọn trẻ con ấy, chắc nhà chị cũng đã biết, thôi thì hai đứa còn trẻ, chưa hiểu chuyện nên vướng vào yêu đương, mình là người lớn gặp nhau giải quyết là ổn thỏa nhất. ý chị là sao? bà Lan bật cười. thằng Huy ý là con trai duy nhất của gia đình tôi, cũng là đứa cháu trai duy nhất của hai bên nội ngoại. dù thế nào thì chuyện liên quan đến nó, tôi cũng muốn phải biết rõ. tôi đã cho người điều tra gia đình chị rồi. chồng làm thợ mộc, vợ bán buôn ở chợ. chỉ cần so với gia thế, hai bên đã quá khập khiễng. gia đình như thế thì nuôi dạy con như thế nào? chưa kể đến con gái của chị tính tình cộc cằn thô lỗ nam tính còn hơn cả đàn ông lại còn định làm cảnh sát nói thẳng ra thì con gái của chị không thích hợp với con trai tôi mong chị về bảo ban con gái chị hãy tránh xa con trai của tôi ra những lời bà Lan nói nhẹ tênh nhưng lại như hòn đá nặng ngàn cân nện vào lòng bà Nguyên buồn bán bao nhiêu năm nay bà Nguyên cô ngán ai đâu nhưng chuyện này liên quan đến con gái vì thế bà nguyên cố giữ bình tĩnh trước lời ác ý của bà lan chỉ đáp lại ban đầu ấy, tôi còn nghĩ chị hẹn tôi là vì chuyện gì hóa ra là để nói những lời xúc phạm người khác như vậy thật ra bây giờ tôi đang rất tức nhưng mà tôi cũng muốn hỏi cho rõ ràng tại sao chị lại ác cảm với con gái tôi và gia đình tôi nhiều như vậy <laughs> chuyện này mà bà còn phải hỏi à đừng cho là tôi ngu từ khi bố thằng huy mất tôi thay bố nó tiếp quản cơ ngơi gia đình sau này thằng Huy cũng sẽ là người tiếp quản gia nghiệp Sau này nó phải lấy một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang Biết lo toan trước sau Giúp con trai tôi quản lý tài sản gia đình Con gái hình chị xuất thân nhà nghèo Làm sao mà làm được những điều đó Chẳng qua là nó đang lợi dụng con trai tôi để bòn rút tiền một cách rẻ giống thôi Lần này bà Nguyên không nhịn được nữa Hai tay nắm chặt vặn lại Chị đừng có mà quá đáng Chị lấy tư cách gì mà xúc phạm con gái tôi như vậy con tôi đã lấy của mẹ con chị đồng nào? Nó đã ăn của nhà chị cái gì chưa? Mà chị nói nó bòn rút tiền. Bây giờ chưa, thì không có nghĩa là sau này sẽ không. Mà con bé mới có 18 tuổi, chắc không đến nỗi tâm tư toan tính như thế đâu nhỉ. Vì thế, chỉ còn một khả năng là chính là anh chị đã xúi dục con gái chị tiếp cận con trai tôi. Thằng Huy nó đẹp trai, tài hoa, học hành giỏi giang. Cô biết bao nhiêu đứa con gái nhà giàu ở cái thành phố mê nó. Nhưng tự dưng, nó lại yêu đương cái đứa con gái nhà quê thô lỗ cho con gái chị ban đầu tôi tưởng hai đứa là bạn còn châm trước cho nó giao du với con gái chị đó là quá tốt rồi thế mà con gái chị không biết điều bám giết lấy nó rút cuộc thì gia đình chị và con gái chị cần cái gì ở con trai tôi tiền à bà nguyên giận run người phải kiềm chế lắm bà mới không hất nước trên bàn Và khuôn mặt giả bộ thanh cao của người phụ nữ kia bà lan thì vẫn giở cái giọng trịnh thượng ra nói Thôi, bây giờ mình gặp nhau rồi thì thẳng thắn với nhau luôn đi. Chỉ cần bao nhiêu, tôi sẽ đưa luôn. Chỉ cần con gái chị. À không, cả gia đình chị tránh xa con trai tôi ra. Bà Nguyên tức đến bật cười. <cười> chị định chi bao nhiêu? Một tỷ, mười tỷ hay năm mươi tỷ? Chị nghĩ, con gái chị quý giá đến mức đấy à? Còn chị nghĩ, con trai chị quý giá đến mức con gái tôi phải đeo bám à? Đừng có dùng cái giọng thượng đẳng tỏ ra là mình cao sang hơn người khác có tí tiền định đến để bắt nạt nhà, nhà chúng tôi à chị đừng tưởng có tiền là được phép khinh khi người khác nhà chúng tôi tự làm ra tiền tự ăn chứ không có xin sỏ ai bao giờ chị định dùng tiền để bắt con gái tôi tránh xa con trai chị nhưng mà chị phải xem con gái tôi nó có phải là người đeo bám không hay là chính con trai chị mới là người theo đuổi con gái tôi trước chị ở xa không biết chứ con trai quý báu của chị lẽo đẽo theo con gái tôi cả ngày đấy Chị đừng có nói vớ vẩn Con trai tôi việc gì phải thích đứa con gái như đàn ông nhà chị Thế thì chị đi mà hỏi con trai chị Con gái tôi không xinh đẹp tuyệt trần Không sinh ra trong một gia đình giàu có Nhưng con bé nó can đảm, kiên cường Biết phải trái đúng sai Và đối xử bình đẳng với mọi người Nói thật ra Nó mà biết thái độ của chị như thế này Có khi cho thêm tiền Con bé cũng không thèm bước chân vào nhà chị ấy chứ Bà Lan bị nói đến tức đỏ mặt Cáu lên Đúng là mẹ nào con nấy Mẹ cũng phường buôn bán mồm mét thế này Bảo sao con gái Con gái tôi làm sao Tôi là mẹ nó Tôi còn chưa mắng chửi con bé Thì không đến lượt chị Chị cứ ôm đống tiền và đứa con trai quý báu của chị về đi Còn bây giờ thì không phải chị cấm hai đứa nó Mà là tôi cấm Nói xong Bà Nguyên lấy ra 200 ngàn Đập mạnh xuống bàn Rồi quay người đi thẳng Để lại bà Lan ngồi đó với một bụng tức Tờ tiền trên bàn lại càng khiến bà cay cú thấy thái độ của bà nguyên hôm nay bà càng không thể để con trai bà ở cạnh đứa con gái kia được phải tách nó ra ngay lập tức bà nguyên cũng không hề dễ chịu bị người ta móc mỉa hạ nhục đến mức đó thì ai mà bình tĩnh cho được ra khỏi quán cà phê bà lấy xe máy phóng thẳng về nhà từ chợ huyện về đến nhà cũng mất gần một tiếng đi xe ông chính nghe tiếng xe vợ về thì đặt thanh gỗ trên tay xuống ra đón Sao hôm nay mình về muộn thế? Bà Nguyên không trả lời câu hỏi của chồng mà hầm hầm hỏi lại. Con bé An đâu rồi? Ông chính cười mỉm, ra vẻ bí ẩn, ghé vào tai bà nói. Đang làm chè lam để ra mắt mẹ chồng tương lai. Nghe nói mẹ thằng Huy vừa mới về, mai con bé qua đó để. Ơ okay, kìa ba! Chưa đợi chồng nói xong, bà Nguyên đã phi thẳng vào bếp. Quả nhiên An đang vụng về nhìn điện thoại xem cách nấu chè lam một tay không quên khuấy đều đường ở trong nồi. Nhìn đứa con gái chẳng mấy khi vỏ bếp, đang cẩn mẫn học cách nấu chè lam. Bà Nguyên thấy máu sông hết lên não, vội đi tới, giật đôi đũa ném xuống đất. Nấu cái gì mà nấu? Kìa mẹ, mẹ làm cái gì đấy? An giật mình nhìn mẹ. Bình thường bà cũng nóng tính, nhưng cũng không đến nỗi cục cằn như vậy. Ông chính chạy theo vợ kéo bà ra. Bà làm sao thế? Bà Nguyên hai mắt đỏ lên, mặc kệ cho chồng kéo, cứ thế lao về phía an dùng tay đánh lên vai lên tay con gái ngày thì nấu ngày thì ra mắt còn với cái bố mẹ dạy mày thế nào mà để người ta đến tận nơi trèo lên đầu lên cổ mẹ ông chính vẫn lao theo giữ vợ an thì cố tránh khỏi tay mẹ cô không hiểu gì cũng bực lên mẹ sao thế ai chọc giận gì mẹ mà mẹ lại đánh con à thôi mà mẹ bà nguyên dừng lại an giật mình vì nhận ra mẹ cô đang khóc mẹ mẹ sao thế ai làm gì mẹ bà nguyên thở hổn hển của trách không đánh mày thì đánh ai mày có biết hôm nay mẹ thằng huy đã tìm mẹ nói gì không bà ta nhục mạ bố mẹ không biết dạy con nói là gia đình mình đeo bám bòn rút tiền nhà nó mẹ thèm vào mẹ nói cái gì cơ ạ mẹ anh huy sao lại chẳng nhẽ mẹ còn bịa ra để lừa mày à từ giờ mẹ cấm con không được qua lại gì nhà bên đấy Còn cái nồi này nữa Đổ hết đi Đừng có để mẹ nhìn thấy Nói xong Bà Nguyên hùng hổ bỏ vào phòng An đứng sững người ở đó Khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì Ông chính thở dài Con bình tĩnh đã Con cũng biết mẹ con nóng mà Để bố vào xem mẹ con thế nào đã Nồi chè trên bếp cũng đã cháy đen Không thể nấu tiếp được nữa An hạ nồi xuống Đổ đi Trong lòng nặng chịu Cô lấy điện thoại di động gọi cho Huy nhưng gọi mãi cũng không thấy Huy trả lời. Bà Nguyên giận đến nỗi bỏ cả cơm trưa, hai bố con An có gọi thế nào bà cũng không chịu ăn. Buổi chiều, An loanh quanh ở nhà, gọi cho Huy thêm mấy lần nữa nhưng cũng không được. Cô định lén qua nhà bà nội Huy để nói chuyện rõ ràng. Vừa ra đến cổng thì bà Nguyên đã gọi giật lại: "An, không đi đâu hết, quay vào nhà." "Mẹ, con đi mua lọ nước mắm tí thôi." Mắm, mẹ vừa mua đầu tuần, làm sao mà đã hết? Con đừng có bịa lý do nữa, đi vào nhà." An thở dài, cụp mắt đi vào nhà. Hôm nay mẹ cô đã bực mình đến mức đó, cô cũng không dám làm mẹ khó chịu thêm nữa. Bà Nguyên bắt đầu dọn cơm, An túm mái tóc ngắn ngang vai lên, buộc lại phía sau thành một chùm nhỏ như cái đuôi gà, giúp mẹ lấy bát đũa. Bữa ăn diễn ra trong không khí không mấy vui vẻ, khuôn mặt bà Nguyên vẫn nặng nề khó chịu. Mấy lần an định lên tiếng hỏi rõ mọi chuyện nhưng ông chính lại lắc đầu ra hiệu trời đánh tránh miếng ăn trưa nay bà nguyên đã không ăn cơm rồi bây giờ nên để ăn xong bữa cơm rồi có nói gì thì nói ăn xong an bê mâm bát đi rửa ông chính bắt đầu gợi chuyện với bà nguyên chuyện trưa nay bà cũng nên giải thích rõ ràng với con giải thích cái gì chuyện người ta khinh mình sờ sờ ra đó bao nhiêu đứa trong làng khỏe mạnh tốt bụng thì không yêu lại thích cái thằng thành phố ẻo lả giờ để sáng mất chưa? Xuyệt, Bà nói nhỏ nhỏ thôi. Giờ phải nhẹ nhàng nói cho nó hiểu. Bà cũng biết tính con bé mà thẳng thắn nóng nảy. Nếu bà lại nóng lên nữa thì chẳng giải quyết được đâu. Theo tôi bà cứ nói nhẹ nhàng. Con bé An nó khác biết phải trái. Bà Nguyên thở ra một hơi, xả bỏ cơn tức trong lồng ngực. Tuy bà nóng nảy nhưng vẫn biết nên làm thế nào mới tốt. Bà Nguyên nghe lời chồng đợi an rửa bát xong thì kéo con gái vào phòng thủ thì hết mọi chuyện buổi trưa an nghe xong thì vô cùng kinh ngạc mẹ mẹ nói thật sao bác ấy nói với mẹ như thế chẳng nhẽ mẹ lại bịa ra chuyện này để lừa con à nhưng mà nhưng con đã từng gặp bác ấy thái độ của bác ấy lúc đó đâu có như vậy ạ à? đấy là vì lúc đó bà ấy không nghĩ hai đứa yêu nhau chỉ coi là bạn bè bình thường hơn nữa bệnh tình của thằng bé huy lúc đó đã tốt hơn nên bà ấy vui vẻ bây giờ có chuyện mới lộ ra suy nghĩ thật an vẫn chưa biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào cô ngồi cạnh mẹ ánh mắt thẫn thờ bà nguyên ra sức thuyết phục đâu phải mẹ không muốn cấm cản gì con mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi bây giờ hai đứa chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương cảm thấy mọi thứ bình thường nhưng còn đường dài thì sao qua lại với nhau mà không có sự chúc phúc của gia đình thì làm sao mà vui vẻ hạnh phúc được nhà thằng bé huy chỉ còn có hai mẹ con Liệu nó có dám cãi lại mẹ để ở bên con không? Mà nếu như vậy thì bà ấy lại càng ghét con thôi. Bà ấy đã khinh thường nhà ta như vậy, chắc chắn cũng không cho con bước vào nhà đó làm dâu đâu. Thôi, tốt nhất là hai đứa tách nhau ra đi, sau này con sẽ gặp được những người phù hợp hơn mà. Hai mắt an đỏ lên, nhưng cô không khóc. Mẹ yên tâm, con cũng sẽ không để ai xỉ nhục nhà mình như vậy đâu. Bà Nguyên cũng biết tính con gái cột cường, dù đó là bà Lan thì cũng sẽ không bắt nạt được An, nên yên tâm đi về phòng trước. An lấy điện thoại ra, bình tĩnh gọi cho Huy một lần nữa, nhưng Huy điện thoại lại báo thuê bao. An ném điện thoại ra một góc, cuộn mình nằm lên giường, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ rối ren. Sáng hôm sau, bà Nguyên dậy sớm đi chợ, ông chính tỉnh dậy muộn hơn, đi ra đi vào không thấy An đâu, cứ tưởng con gái theo vợ đi bán hàng. Nhưng không ngờ An đã tìm đến nhà Huy từ sáng sớm. An đi bộ dưới bầu trời âm u tới căn nhà ở cuối xóm, một căn nhà cấp 4 giản dị. So với những ngôi nhà vườn mọc lên san sát ở trong xóm thì vô cùng khiêm tốn. Trong nhà, mọi người đang ăn sáng, nói chuyện vui vẻ nên không khí bất phần hưu quạnh. Bà nội Huy là người nhìn thấy An đầu tiên, vui vẻ vẫy tay. An đấy à, hôm nay cho đến sớm thế. Trên miệng bà nội là nụ cười vui vẻ, Lúc nào bà nội cũng đối xử với An rất tốt. Bà Lan liếc thấy An thì mặt lạnh như tiền, không nói gì. Còn Huy thì vội chạy ra đón. Mới sáng sớm, trông Huy còn hơi ngái ngủ. Nhưng vì nhìn thấy An mà khuôn mặt cậu sáng bừng lên. Sao cậu lại đến rồi? Tớ hẹn ngày mai mà. Thôi cậu đến rồi thì vừa gặp mẹ tớ luôn nhá. Huy định kéo tay An vào thì cô đã vung tay tránh đi. Sao hôm qua tớ gọi cậu không được? Hả? À hôm qua điện thoại mẹ tớ hỏng nên mượn điện thoại tớ làm việc, lúc tớ lấy lại thì muộn rồi nên không gọi cậu nữa, mà từ đâu có thấy cuộc gọi nhỡ của cậu nhỉ?" Khuôn mặt Huy lộ vẻ bối rối, lôi điện thoại trong túi quần ra kiểm tra. An cũng không để ý đến Huy nữa mà đi thẳng vào trong nhà. "Cháu chào bà nội, chào bác." "Ừ, cháu ăn gì chưa? Hay vào đây ăn luôn đi." "Dạ cháu ăn rồi ạ. À. Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn nói." Huy cũng chạy theo vào nhà. Lúc này, An mới quay sang nhìn bà Lan. Đây là lần thứ hai An gặp bà ấy Cô hít một hơi thật sâu Nhìn bà Lan rõng rạc nói ra Hôm qua bác đã gặp mẹ cháu rồi đúng không ạ Bà nội và Huy đều ngỡ ngàng Bà Lan thì hơi quay mặt đi Thái độ vẫn rất lạnh lùng Trịch thượng An tiếp tục nói Nếu đúng là như vậy Thì hôm nay cháu muốn nói rõ với bác Nhà cháu tuy không có điều kiện Nhưng cũng không đến nỗi Phải mang con gái ra đeo bám ai Để kiếm tiền cả Bố mẹ cháu vẫn làm lụng kiếm tiền từ mồ hôi công sức để cho cháu đi học. Nếu bác cho rằng cháu có nhiều khiếm khuyết, không xứng với con trai và gia đình bác thì cũng thôi, cứ cho là cháu không xứng, nhưng bác cũng không có quyền gì mà sỉ nhục bố mẹ cháu. Bác muốn cháu chia tay với Huy, vậy được thôi, nhưng sau khi chia tay thì bác hãy đến xin lỗi mẹ cháu đi. Ba người ở đó khiếp sợ nhìn An. Bà nội ngơ ngác không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Huy nhíu mày chạy tới, nắm tay An. Thế này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại chia tay gì ở đây hả An? Bà Lan thì bị nói tới tức đỏ mặt, vội cự lại. Nhà cô là cái thá gì? Mà bắt tôi đi phải đi xin lỗi. Tất cả là tại bố mẹ cô không biết dạy con. Không chỉ cô khiếm khuyết đâu, mà mẹ cô cũng khiếm khuyết. Người như thế làm sao xứng làm thông gia, làm con dâu nhà tôi. Mẹ, mẹ nói cứ kiểu gì thế? Huy hét lên, chặn lời nói miệt thị của bà Lan. Bà nội cũng lúng túng, không biết phải làm sao an nhìn thẳng vào bà lan không có một chút sợ hãi nào nếu bác đã nói như vậy thì cháu cũng đã hiểu con người bác huy cậu cũng nghe mẹ cậu nói rồi đấy mà cậu cũng rõ tính của mình thế nào chuyện của hai đứa mình cũng chấm dứt ở đây đi cô quay sang bà lan hy vọng là bác giữ con trai bác cẩn thận đừng có để con trai bác đến làm phiền cháu nói xong an quay người đi luôn không để bà lan kịp nói thêm gì huy vội chạy theo định kéo an lại thì bà lan đã đứng lên nắm lấy tay con trai con đi đâu con thấy nó nói năng với mẹ thế nào à đứa con gái thô lỗ mất dạy như thế không hiểu con thích nó ở chỗ nào huy vùng tay ra khuôn mặt cực kỳ phẫn nộ đó là do mẹ làm sai trước con đã bảo mai con đứa an đến gặp mẹ ra mắt cơ mà sao mẹ lại đi gặp mẹ của cô ấy trước mẹ đã nói gì khiến an giận đến như vậy huy con sao con lại đi bênh đứa con gái đấy mẹ thì nó không hợp mẹ không đồng ý chuyện hai đứa qua lại mẹ Chuyện yêu đương là chuyện của hai đứa con Sao mẹ lại tự tiện xen vào như vậy Con nói với mẹ kiểu gì đấy Mẹ làm tất cả đều là muốn tốt cho con thôi Mẹ một tay chăm con từ bé đến lớn Vừa nuôi con vừa quản lý cơ ngơi gia đình vất vả biết bao Con lại vì một đứa con gái nhà quê mà cãi lời mẹ à Huy thở dài Giọng cũng dịu lại An là cô gái tốt Đấy là mẹ chưa nhìn thấy mặt tốt của cậu ấy thôi Nói xong Huy bất chấp sự ngăn cản của bà Lan Mà chạy ra ngoài bà nội lúc này cũng lên tiếng giọng nghiêm khắc hơn ngày thường mấy phần lần này chị quá đáng rồi đấy chuyện bọn trẻ thì để bọn trẻ tự quyết định đi hai đứa nó đang vui vẻ bên nhau sao chị lại mẹ không hiểu đâu sau này thằng bé huy phải về tiếp quản công việc của bố nó để lại phải đi xã giao quan hệ nhiều nếu để người ta biết rằng thằng bé cưới một đứa con gái nhà nghèo thì làm sao ạ con cũng sắp xếp xong cho nó đi du học rồi nếu nó yêu đương thế này chắc sẽ không chịu đi đâu ạ. À. Hơn nữa, biết đâu con bé kia chỉ dụ dỗ thằng Huy để lừa tiền. Bà Lượng lên tiếng, gắt lời con dâu. Đấy là do chị trong mắt chỉ có tiền, nên lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta. Chị cứ bảo sau này thế nọ, sau này thế kia, cho thằng Huy cái nọ cái kia. Chị đã hỏi ý kiến nữa chưa? Liệu nó có thích bị mẹ sắp xếp từng đường đi, nước bước như thế không? Với cả, chị đã quên là nhờ ai mà con trai chị mới hòa đồng trở lại à? bà lan bị mẹ chồng nói đến đuối lý biết tranh cãi cũng không được gì nên đành cúi đầu trầm mặc huy đuổi đến nhà an nhưng không đuổi kịp khi tới nhà người yêu thì chỉ thấy cánh cổng đóng im ỉm huy đứng bên ngoài gọi với vào an an ơi một lát sau ông chính mới lật đật đi ra đang định mở cổng thì thấy huy ông hơi khựng lại nhưng vẫn chạy ra mở cửa huy đấy à cháu chú chú ơi chú cho cháu vào gặp an chút được không ạ An à, á, con bé đâu có nhà? Mà sao lại chạy tới sáng sớm thế này? Lúc nãy An tới nhà cháu, bọn cháu có hiểu lầm, mà An chưa kịp nghe cháu giải thích đã bỏ mới mất. Cháu biết An đang ở trong nhà, cháu xin chú cho cháu vào đi ạ. À. Nếu không chú gọi An xuống gặp cháu một chút thôi cũng được. Khuôn mặt Huy vô cùng đau khổ và gấp gáp. Ông chính lúc này mới nhớ ra chuyện hôm qua, vợ mình bị nói, thái độ cũng chợt cứng rắn. Con bé An không có nhà, cậu về đi. Không, cháu xin chú, về đi, về đi." Vừa nói, ông vừa đẩy Huy ra ngoài rồi chốt khóa cổng, sau đó đi vào nhà đóng cửa lớn lại. Huy đứng đó gọi vào, gào thế nào cũng không có ai đáp lại. Quả thực, An chưa về nhà, cô thẫn thờ đi ra cạnh bờ sông, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhìn làn nước lững lờ chảy. Từ tối hôm qua cho đến lúc đối chất với mẹ Huy ban nãy, An chưa hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng lúc này cảm xúc của cô như nổ tung cô lặng lẽ để cho nước mắt chảy ra từng giọt từng giọt nhỏ xuống tí tách lát sau không kiềm chế được an gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở đã rất lâu rồi kể từ khi em trai mất an chưa khóc nhiều đến vậy an được cái nóng tính giống mẹ ban nãy cô chỉ nghĩ muốn bà lan phải rút lại những lời sỉ nhục với bố mẹ mình sau đó cô lại bị thái độ khinh người của bà ta chọc tức vì thế không suy nghĩ nhiều mà nói ra câu chia tay đến giờ cô lại có chút hối hận dù sao huy cũng là mối tình đầu của cô là người đầu tiên khiến an có suy nghĩ như một đứa con gái mới lớn thổn thức và bồi hồi tình cảm của hai người là ngọt ngào là kỷ niệm là động lực để cùng nhau cố gắng nhưng an cũng không chịu được chuyện huy nhu nhược để mẹ xúc phạm gia đình cô coi như đây là một phép thử nếu huy đứng về phía mẹ thì cô cũng sẽ không tiếc tình cảm này cùng lắm thì cô nhận được bài học nhìn rõ là người nông sâu bầu trời âm u cuối cùng cũng trút xuống cơn mưa tầm tã huy ngồi ở nhà cầm điện thoại gọi cho an nhưng không liên lạc được trong lòng nặng nề không thôi bà nguyên kịp về nhà trước khi trời mưa nhưng lại giật mình vì chồng báo không thấy con gái đâu ông chính kể chuyện huy đến tìm sáng nay hai vợ chồng gọi cho con gái cũng không được trời càng ngày càng mưa nặng hạt trong lòng hai người nóng như lửa đốt bà nguyên gọi cho mấy nhà có con học cùng an hỏi thăm nhưng chỉ nhận được tin an không đến nhà ai chơi cả ông chính đi đi lại lại lầm bẩm con bé tính tình mạnh mẽ lắm Chắc không vì chuyện này mà nghĩ quẩn đâu chứ Bà Nguyên dùng mình Ông đừng có nói vậy Hay mình khoác áo mưa chạy đi tìm Nhưng mà biết ở đâu mà tìm Ở đâu thì ở Cứ thế này tôi lo lắm Mắt bà Nguyên đã rơm rớm Ký ức về cậu con trai đoàn mệnh ập về Khiến bà hết sức sợ hãi Hai ông bà vừa mới khoác tấm áo mưa chạy ra cổng Thì thế an lững thững đi về Cả người ướt như chuột lột An ngồi khóc ở dưới gốc cây, thế nào lại ngủ thiếp đi, đến tận khi trời đổ mưa nặng hạt mới bị đánh thức. Cô chán nản ngồi dưới màn mưa một lúc, rồi mới đứng dậy dầm mưa về nhà. Ông chính bà Nguyên thấy con gái về thì vội vàng kéo cô về nhà. Con ở đâu thế hả? Sao lại để ướt thế này? Mưa mà không biết tránh nhỉ? Miệng thì của trách, nhưng bà Nguyên lại rất đau lòng cho con gái. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào lạnh đến thấu xương, khiến môi An tím tái, cả người run rẩy không nói được gì. Bà Nguyên vội lấy nước ấm cho cô tắm, ông chính thì thở dài. Dầm mưa thế này, có khi lại ốm mất thôi. Quả không sai, một lát sau, An bị cảm lạnh, cả người mơ mơ màng màng, quấn mấy cái chăn vẫn thấy lạnh. Bà Nguyên cho cô ăn cháo, uống thuốc, rồi lấy thêm chăn cho cô đắp một chốc lại vào kiểm tra xem con gái thế nào. Điện thoại của An đã tắt nguồn, để trên tủ đầu giường. Ông chính đợi vợ ở ngoài cửa phòng con gái, vừa đóng cửa đã vội hỏi, thế nào rồi? Chắc phải ngủ một giấc mới khỏe được. Thôi, để nó nghỉ ngơi cũng tốt. Sáng hôm sau, bà Nguyên nghỉ chợ ở nhà một buổi để chăm con gái. Hôm qua trời mưa, bà cũng không lấy hàng gì, vì thế có nghỉ cũng không sao. Bà Nguyên lên nhà xem con gái, ông chính thì ra mở cổng quét nhà vừa bước ra sân ông đã giật mình vì một bóng người đứng trước cửa huy đứng đó từ lúc nào trên tóc còn đọng một lớp xương sớm có lẽ là đợi đã lâu thấy ông chính huy vội gọi chú chú ơi an đã về chưa ạ à? ông chính không mở cổng đứng ở bên trong nói chuyện về rồi cậu tìm nó làm gì cháu cháu có thể nói chuyện với an được không ạ à? ông chính đành giọng con bé không muốn gặp cậu, cậu mau về đi. nhà tôi không tiếp nổi khách quý như cậu. chú ơi, cháu xin lỗi, cháu thay mặt mẹ cháu xin lỗi chú. nhưng cháu xin chú cho cháu gặp an một chút thôi ạ. À. bọn cháu không thể chia tay như vậy được. giọng huy rất nghẹn ngào, rất xót xa. nhưng ông chính vẫn cứng rắn. nếu gia đình cậu đã không chấp nhận con gái tôi, thì cậu cũng đừng có cố chấp nữa. bà nguyên ở trong nhà nghe tiếng đi ra, thấy huy đến thì cơn giận lại bốc lên, bà cầm cái chổi xông ra cậu đến đây làm gì? Cậu còn muốn làm khổ con bé thế nào nữa hả? Tôi đánh chết cậu, tôi đánh chết cậu. Ông chính vội can vợ lại, hai người rằng co ở phía trong. Bên ngoài cánh cổng, Huy bối rối đứng đó, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất lực và đau đớn. Ông chính vội vàng nói, cậu mau về đi, có gì đến sau? Nhìn thái độ hùng hổ của bố mẹ An, Huy cũng đành xoay người quay về. Hôm qua, sau khi không gặp được An, Huy cũng đã về cãi nhau với mẹ một trận trước mắt bà lan cậu nhất quyết không chia tay an nhưng hiện tại người yêu lại nhất quyết không muốn gặp khiến huy không biết phải làm sao điện thoại không liên hệ được nhà cũng không thể vào chỉ đành đợi một vài hôm xem sao ông chính lấy cốc nước cho vợ hạ hỏa bà nguyên thở hồng hộc nhìn chồng nói lần sau ấy, nó còn đến ông nhớ không được cho nó vào nhà vừa nói đến đây thì an phờ phạc vịn cầu thang đi xuống có chuyện gì thế mẹ con nghe tiếng ồn ào bà nguyên vội đi sang đỡ con gái không có gì đâu con xuống đây làm gì ở trên phòng nghỉ đi nay mẹ không đi chợ à ừ mẹ nghỉ việc nhà có mẹ rồi con cứ nằm cho khỏe đã để mẹ bảo bố mang cháo lên an ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi lên phòng cô ngủ cả đêm nên giờ hơi chán định mở điện thoại lên thì phát hiện màn hình vẫn tối đen có lẽ hôm qua lúc dầm mưa bị vào nước nên hỏng rồi bây giờ là thời gian nghỉ trước khi nhập học nên an cũng không có nhiều việc phải dùng điện thoại cô mặc kệ luôn chùm chăn đi ngủ bình thường sức khỏe của an rất tốt cứ nghĩ cảm lạnh đơn giản một hai ngày là khỏi nhưng không ngờ đến ngày thứ ba mà cơ thể an vẫn đau nhức vô lực muốn ngồi dậy cũng khó chịu có cảm giác như bệnh càng ngày càng nặng dù ông bà chính nguyên hết sức chăm nom ông chính thở dài với vợ chắc là cảm lạnh thêm cả tâm tình không tốt nên mới ốm lâu vậy bà nguyên cũng vẻ mặt dầu dĩ cứ nghĩ nó sẽ nhanh dứt thôi ai ngờ cũng vẫn chỉ là đứa con gái mới thành niên hy vọng sau này con gái tôi gặp được người tốt thân thằng bé kia và cả gia đình nó trăm ngàn lần không cần phải giàu chỉ cần yêu thương con bé à bà nhắc đến tôi mới nhớ nhà đó quay về thành phố rồi Sáng nay nghe bác Hồng nói chuyện Bà Lượng hình như lên cơn đau tim Phải đi viện gấp Thằng Huy và mẹ nó đưa bà Lượng đi ngay trong đêm rồi <laughs> Bà Lượng lớn tuổi rồi Mong là không sao À ông đừng nói cho con bé an vội Con bé quý bà Lượng thế Sợ biết chuyện Nó lại lo thêm Tôi biết rồi An nằm mê man trên giường Cảm giác như cơ thể càng lúc càng yếu ớt Cô cũng chẳng buồn ăn uống gì Chỉ muốn nằm mãi trong chăn trốn tránh sự thật rằng cô và Huy đã cắt đứt. Thế mà Huy cũng không thèm đến nhà tìm cô. An vừa ấm ức vừa buồn, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong thời gian ốm này, An thường xuyên mơ lại về khoảng thời gian khi hai người mới gặp nhau. Chuyện phải kể từ ba năm trước. Lần đầu tiên An gặp Huy là đầu kỳ học thứ hai năm lớp 10. Lúc ấy An còn để tóc tém như một đứa con trai Cô là lớp trưởng, năng nổ hoạt bát, tính tình mạnh mẽ nên thường bị mấy bạn nam gọi là thằng An. Đường nét khuôn mặt An cũng rất đẹp, để tóc như con trai, trông lại có phần đẹp trai. An thích ăn mặc đồ nam, nếu nhìn từ xa thì như một cậu hot boy của trường, thậm chí có bạn cùng khóa còn tưởng nhầm An là con trai, suýt thì tương tư. Kỳ học đầu tiên của năm lớp 10 diễn ra bình thường. An là học sinh đứng đầu về điểm số, cũng là người có tiếng nói nhất trong lớp. Bắt đầu vào kỳ thứ hai, thì lớp cô có một bạn học sinh mới. An vẫn nhớ như in buổi học đó. Giáo viên chủ nhiệm đưa một cậu bạn bước vào lớp. Cậu bạn ấy rất cao, mặc quần đen, áo trắng tiêu chuẩn, tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú. Đặc biệt là làn da cậu ấy rất trắng, còn muốn trắng hơn cả mấy đứa con gái điệu đà trong lớp. Cả lớp vô cùng phấn khích với thành viên mới nhưng cậu bạn kia lại cúi đầu trốn tránh ánh mắt của mọi người Cô giáo giới thiệu với mọi người cậu tên là Huy Là học sinh mới chuyển từ thành phố về Và sẽ là học sinh mới của lớp Dưới sự khích lệ của cô giáo Huy chỉ ngẩng lên nhìn mấy giây Rồi gật đầu một cái coi như chào hỏi Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên nhưng cô giáo cũng không nói gì, bảo cô ấy đến bàn học cuối lớp ngồi. Tạm thời Huy chỉ ngồi một mình An cũng liếc nhìn học sinh mới mấy lần, cô lập tức rút ra kết luận, cậu ta là một con gà công nghiệp nhút nhát và sợ sệt, khác hẳn với lũ trẻ quê ồn ào như cô. An cũng không quan tâm lắm, nhưng vì cô là lớp trưởng nên hết giờ cô chủ nhiệm cố ý gọi An ra, dặn dò, "An này, cô muốn em chú ý giúp đỡ bạn học sinh mới lớp mình một chút." "Giúp đỡ ạ? À? Bạn ấy học kém lắm hả cô." "Không, học lực của bạn ấy rất tốt nhưng có điều cô nói với em chuyện này tạm thời em đừng nói với các bạn khác bạn huy đó có chút chướng ngại về tâm lý không muốn tiếp xúc với mọi người có thể coi là một dạng dấu hiệu tự kỷ nhẹ do bạn ấy không hòa nhập được với bạn bè ở trường cũ nên gia đình bạn ấy đưa bạn ấy về đây để tiếp tục đi học mẹ bạn huy có đặc biệt nhờ vả nhà trường các thầy cô cũng chỉ lo được phần nào thôi cô vẫn phải nhờ em để ý hàng ngày và giúp bạn ấy hòa đồng với mọi người nhé an vốn là một cô trò nhỏ được thầy cô yêu quý cô thích nhất là giúp đỡ mọi người vì vậy mới vui vẻ đồng ý dạ vâng ạ cô yên tâm em sẽ cố gắng giúp bạn ấy hòa đồng được với các bạn ạ thế cô yên tâm rồi em về lớp đi vâng ạ an trở lại lớp học cô liếc nhìn phía cuối lớp bạn học sinh mới đang ngồi lặng nhìn ra cửa sổ mắt dõi theo đôi chim sẻ truyền cảnh, giống như đang chìm vào thế giới của riêng bản thân vậy. Tiếng chuông và lớp vang lên, mọi người nghiêm chỉnh ngồi vào bàn. Huy vẫn ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, không chú ý tới giáo viên. cả buổi học hôm đó, Huy không bắt chuyện với ai. Có mấy bạn hướng ngoại có tới hỏi thử, nhưng Huy chỉ mỉm cười, nhìn họ lấm lét rồi cúi đầu, khiến cho mọi người rất bất ngờ. Dù là hướng nội cỡ nào thì cũng nên trả lời theo phép lịch sự chứ bạn học mới này cũng quá kỳ lạ rồi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán an vội lên tiếng giải vây bạn ấy vừa mới đến còn chưa quen ạ à? mọi người đừng có nghĩ nhiều quá vì có lời nói của an và sắp vào tiết học mới nên cũng không ai nói gì nữa ai về bàn nấy học Trung báo tan học vang lên học sinh nhanh chóng dọn sách vở chuẩn bị về an cố tình thu dọn thật chậm vừa dọn vừa liếc nhìn sang bạn học sinh mới kia. Huy vẫn ngồi yên bất động, đợi khi học sinh trong lớp ra khỏi lớp gần hết mới chậm rãi thu dọn. Cho tới khi trong lớp chỉ còn lại An và Huy, cậu lấm lét nhìn sang bên này, An cũng đang nhìn cậu. Bị phát hiện thì giật mình thu hồi ánh mắt, xách cặp ra ngoài. Ngay khi An ra khỏi cửa, Huy cũng đứng dậy rời đi. An đi phía trước, nhưng cô vẫn luôn biết Huy đi phía sau trong lòng An rất ngứa ngáy. Cô là người hướng ngoại, kết bạn hay nói chuyện đều nhiệt tình. Bỗng dưng gặp phải một người yên lặng quá mức, khiến cô nhóc không biết phải làm sao. Vì đã biết Huy bị bệnh tâm lý, nên An không dám manh động, chỉ đành dậm rãi quan sát thêm vậy. Ra đến cổng trường, An cố tình nán lại bên đường, giả vờ đang đợi người nhà. Huy đi lướt qua cô, đeo cặp cúi đầu rẽ sang phải. Đó cũng là đường về nhà An thế là cô đeo ba lô chậm rãi đi đằng sau hai người đi cách nhau mấy mét cũng không ai nói với ai câu gì chị yên lặng bước đi càng đi an càng bất ngờ vì huy đang đi đúng con đường về xóm của cô quả nhiên từ trong đường lớn huy rẽ vào đường đi của xóm nhà an mặc dù nhà cô ở ngay gần trước mắt nhưng an quyết định giả bộ đi theo để xem huy ở đâu sao cậu ở xóm này mà cô chưa bao giờ gặp Đi mãi tới gần cuối xóm, Huy đột ngột dừng lại. Cậu quay người ra sau nhìn. An hơi giật mình, mở to mắt nhìn. Cô lại thấy trong đôi mắt Huy tràn ngập sự sợ hãi. Sau đó, Huy co giò chạy một mạch với ngôi nhà cấp 4 ở cuối xóm, là nhà bà Lượng. An ngơ ngác đứng đó. Chẳng nhẽ cô dọa cậu ấy sợ mất rồi. Nhưng may mà cô vẫn kịp biết cậu đến nhà bà Lượng. An quay người đi về hướng ngược lại, trong lòng suy nghĩ bà Lượng sống một mình đã lâu. Bố mẹ An thỉnh thoảng sẽ bảo cô mang đồ ăn hoa quả tới cho bà. Vì vậy bà Lượng quý An như cháu. An nghe bà kể con trai bà và con dâu lấy nhau khi cùng lập nghiệp ở thành phố. Con trai làm ăn phát đạt, mang về cho bà Lượng rất nhiều đồ quý. Chỉ có điều công việc bận rộn nên có khi cả năm họ mới về một lần. Sau con dâu bà Lượng sinh được một cháu trai, bà Lượng lên chăm sóc cháu. Nhưng hơn 10 năm trước, con trai bà không may qua đời trong một vụ tai nạn bà lượng đau khổ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ở với con dâu và cháu trai thêm mấy năm rồi về lại nhà cũ sống một mình an nghe bà kể cháu trai lúc đó cũng lớn biết tự chăm sóc bản thân bà không quen ở thành phố nên về đây sống cho thành thơi vậy thì có lẽ huy chính là đứa cháu trai trong lời bà lượng hay kể chẳng mấy chốc an đã về đến nhà bố cô đang nấu ăn trong bếp mẹ thì sắp hàng an phụ bố nấu ăn xong lại lon ton ra phụ mẹ cô thử thăm dò mẹ mẹ có biết chuyện cháu trai bà lượng về đây không ạ à? à mẹ có nghe nói thế bảo thằng bé sẽ đi học ở trường con luôn đấy vâng sáng nay con mới gặp bạn ấy mà nếu thế thì tốt quá mẹ nhỉ bà lượng đỡ cô đơn mẹ cô chép miệng ờ ừ, thôi thì cũng tốt Mẹ nghe các cô ở chợ nói, thằng bé cũng đáng thương, mẹ ruột thì bận rộn nhiều việc, bà nội thì về quê, thành ra cứ phải lủi thủi một mình, sau lại gặp chuyện gì đó nên cuối cùng mới bị đưa về quê cho bà nội chăm sóc. Đấy, tiền nhiều mà làm gì, trong khi con trai chẳng chăm lo được. An liền chớp thủy cơ nịnh mẹ, "May quá, cô bố mẹ thương con." Cô lại nịnh, "Nhà mình tuy không nhiều tiền, nhưng sẽ ở bên nhau là tốt rồi." Ai biết sau này thế thế nào Giọng bà Nguyên buồn buồn An biết mẹ lại nhớ em trai Nên cũng không nói gì nữa Ít ra hôm nay An cũng biết được Chuyện Huy là cháu của bà Lượng An quý bà lắm Lại có lời nhờ của cô giáo Nên An quyết định sẽ coi Huy là bạn Dù rằng hai người còn chưa nói với nhau một câu nào An quyết định sẽ quan tâm Giúp đỡ người bạn này đến cùng Sáng hôm sau An đến lớp đã thấy Huy ngồi ngay ngắn ở cuối bàn. Mấy bạn trong lớp tụm 5, tụm 3 trò chuyện, nhưng vẫn chưa có ai tới bắt chuyện với Huy. Có lẽ thái độ của Huy hôm qua khiến mọi người có ấn tượng không tốt về cậu. Dù sao thì học sinh thành phố chuyển về cũng rất dễ bị gắn cái mác chảnh và khó gần. An quyết định sẽ chủ động trước, cô cất cặp sách, sau đó đi thẳng sang bàn của Huy. Huy đang cặm cụi nhìn vào sách, thấy có người tới thì hơi ngẩng lên an cố gắng nở nụ cười hiền hậu chào cậu tớ là an lớp trưởng của lớp sau này cậu cần gì cứ bảo tớ nhé giọng của an không lớn nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người huy nhìn an chớp chớp mắt hai cái rồi có vẻ lo lắng hơi thu mình lại không nói gì huy không nói gì khiến an sững ra các bạn trong lớp thì phì cười người cười to nhất là một cậu bạn nam trong lớp <laughs> lần đầu tiên thấy thằng an đi bắt chuyện với trai mày ạ à thế mà người ta không thèm nói gì Hừ, buồn cười chết tiếng cười cũng dần lan ra an nhíu mày quay sang nhìn cậu bạn kia tiện tay cầm chữ bút ném về phía đó cậu bạn kia ôm đầu trốn xong thì im bặt không phải ngẫu nhiên mà con trai cũng phải sợ lớp trưởng an bởi từ nhỏ cô đã hay đi chơi với đám con trai trong làng đánh nhau vật lộn trèo cây cái gì cũng biết an năng động nên tay chân khỏe mạnh có khi còn vật thắng cả các anh khóa trên Nên không ai dám trêu chọc cô Thế An nhíu mày khó chịu Cậu bạn kia tự động bịt miệng lại Ngồi xuống An cũng không thèm để ý Quay lại nói với Huy Tớ vừa nói rồi đấy nhá Có gì tìm tớ Nói xong An quay về chỗ ngồi Huy vẫn cúi đầu Nhưng đôi mắt lại đảo sang Liếc nhìn An một cái Rất nhanh rồi thu lại Các bạn nữ trong lớp rất quý An bởi chỉ cần có bạn nữ nào bị bắt nạt là An sẵn sàng giúp đỡ. Mấy cô bạn ngồi bàn trên, quay xuống thì thầm. Mày quan tâm đến đứa kia làm gì? Người thành phố, chắc khinh bọn mình đấy. Ờ, ừ, từ hôm qua vào lớp, tao đã thấy kỳ. Con chẳng mở mồm nói với ai câu nào luôn ấy. Chảnh thật. An đã biết về bệnh của Huy. Nhưng đó là chuyện nhạy cảm. Nên cô cũng không muốn nói toạc ra, đành bênh vực. Cũng không hẳn thế đâu. Tao thấy chắc cậu ấy ngại thôi. Cậu ấy vừa mới đến. Mọi người nên giúp đỡ cậu ấy hòa đồng hơn Gì? Tao có nghe nhầm không? Sao mày nói năng thảo mai thế này? Chật! Thì... Thì tao làm đúng trách nhiệm của lớp trưởng còn gì? Thôi tóm lại là mọi người đừng gây gắt với cậu ấy quá Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên Nên câu chuyện kết thúc ở đây Trong lúc học An vô thức liếc về Huy mấy lần Có lẽ thầy cô cũng biết trường hợp của cậu Nên ít ai gọi Huy trả lời Để cậu ấy thoải mái thu mình trong góc lớp cạnh cửa sổ, An thở dài, xem ra muốn cậu ấy hòa đồng được với mọi người thì còn phải đợi thời gian dài dài. Tan học, An phải đi nộp sổ đầu bài nên không nán lại lớp được nữa. Lúc cô đi ra tới cổng trường, lại vô tình nghe được tiếng quát mắng ở đâu đó. An đi men theo tường bao của trường, phát hiện ở con ngõ bên cạnh có một đám con trai đang đứng. Cạnh trường An là một con đường nhỏ sát cái mương dẫn ra ruộng. Vì thế chỗ này khá vắng Những vụ cãi cọ bắt nạt thường diễn ra ở đây An nhìn lướt qua Thấy không phải bạn học cùng lớp thì bị bỏ qua Nhưng cô lại thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc Đang bị đẩy ngã ngồi trên đất Vây xung quanh là đàn anh khóa trên Đó là Huy An vội chạy tới Tiếng quát tháo ngày càng lớn Sao mày thấy tao mà không chào hả Là ma mới đúng không Mới đến học nên chưa biết cái gì là trên dưới nhỉ để hôm nay các anh dạy cho mày Sao? Người thành phố thì có gì ghê gớm Người thành phố thì không biết nói à Ê thằng Câm, tao hỏi mày đấy Vừa nói, mấy tên con trai vừa động tay động chân Hẩy vai đạp chân Huy run rẩy ngồi dưới đất Hai tay ôm cặp cúi đầu thật thấp Không dám hoe gì Mấy tên vây xung quanh nháy mắt nhau À thằng này ly nhỉ Ăn thử mấy đấm của tao Để xem mày ly đến mức nào Dừng lại tiếng quát của đứa con gái khiến mọi người dừng tay nhìn. An xách cặp, chạy hồng hộc tới, xô một cậu con trai ra, xông vào, đỡ Lê Huy kéo ra một bên. Mấy anh làm gì đấy? Thằng An, mày đấy làm gì? Giang là bạn cùng xóm với An, lớn hơn cô 2 tuổi. Nhìn thấy cô tới đây thì thay lời đám anh em hỏi. An nhìn một vòng mọi người nói. Đây là bạn học mới của lớp em, mọi người đừng bắt nạt cậu ấy nữa. Một người trong đám bạn cười khẩy bạn học cùng lớp thì sao không biết điều thì bố mày xử hết mày định làm mỹ nhân cứu anh hùng à à không mày có phải con gái đâu mà đòi làm mỹ nhân nhóc con về nhà chơi đi đây là chuyện của các anh đừng có xía vào an vẫn đứng chắn trước mặt huy khuôn mặt cương quyết nói cậu ấy là bạn em ạ nên em sẽ bảo vệ cậu ấy huy đang sợ sệt cúi đầu bỗng nghe thấy một câu này thì ngỡ ngàng ngước lên nhìn cô gái đứng trước mặt cô bạn này còn thấp hơn cậu ngửa cái đầu nhưng lại đứng thẳng phía trước che chắn cho cậu huy không hiểu được hai người không thân thiết sao an lại làm thế ánh nắng cuối chiều chiếu lên khuôn mặt an khiến cho làn da dám nắng của cô cũng trở nên sáng lóa huy cảm thấy như người con gái trước mặt đang tỏa ra hào quang có phải cậu đang nằm mơ hay không ngút đi tao sẽ không đánh con gái tiếng quát khiến huy giật mình quay lại hiện thực cơ thể lại run rẩy sợ hãi, co lại phía sau An, cô vẫn kiên quyết. Thế các anh thả chúng tôi đi. Mày thích làm anh hùng thì đừng có trách tao. Có ngon thì anh thử xem nào. Cậu nhóc hăng máu, sắn cái áo lao tới. Giang chưa kịp quản, đã thấy cậu bạn kia bị một đôi tay mảnh khảnh, rắn chắc bẻ lật ra sau. Cậu ta vốn định kéo tóc An để ném cô sang bên cạnh, nhưng không ngờ chỉ vài động tác An đã khóa tay cậu ta lại đá vào khớp gối khiến cậu ta khuỵu xuống an nhanh chóng buông tay mấy người còn lại thấy cũng rén giang thở dài cô nhóc này chơi với anh từ bé nên anh hiểu khả năng đánh đấm của nó không phải dạng vừa đừng nhìn thấy an nhỏ con mà tưởng dễ bắt nạt kỳ thực con bé rất khỏe lại còn từng học mấy động tác võ thuật giang đỡ cậu bạn kia lên tiếng giảng hòa thôi 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 bỏ đi an lườm lườm nhìn đám người nói mọi người phải hứa từ sau không được bắt nạt bạn ấy nữa khỉ gió thế thì anh cứ thử xem từ bây giờ bạn ấy có em bảo vệ nói xong an xoay người kéo huy rời đi huy nhìn cổ tay mình đang bị an nắm hai chân cứ thế bước theo an ra đến đường lớn an mới quay sang hỏi cậu có sao không huy không trả lời an nhíu mày tiến lại gần hỏi lớn hơn cậu có sao không lúc này huy mới lắc đầu sau đó lại cúi mặt xuống An thở dài, cậu bạn này đáng thương quá. Cô cũng không chấp chuyện Huy không cảm ơn mình, nói. Lần sau ấy, cậu đi học và đi về với tôi đi. Dù sao nhà cũng gần nhau, về đến xóm rồi thì không ai bắt nạt cậu đâu. An vừa nói, vừa đi về phía trước. Huy cũng bước theo. Tuy suốt quãng đường hai người không nói gì, nhưng ít xa khoảng cách đã kéo gần lại. Hai người đi song song với nhau. Một tuần sau đó, Buổi sáng, Từ Huy đi lúc nào An không biết trước, nhưng lúc về thì An luôn nán lại đợi Huy về cùng. Cô có cảm giác mình như chị gái bảo vệ đứa em vậy. Không hiểu sao đối với Huy, tuy cậu ta luôn thu mình, nhưng An lại thấy có gì đó thương cảm. Nếu có thể giúp được thì An sẽ giúp. Buổi tối đó, bà Nguyên vừa ăn cơm vừa dặn, mẹ đi bán hàng, con nải chối không ai lấy, lát con mang tới cho bà lượng nhé dạ vâng ạ bình thường bố mẹ an thương bà lượng ở một mình cũng hay sai cô đưa đồ này nọ qua cho bà vì thế an không do dự mà đồng ý ngay ăn cơm xong an tung tăng đi về căn nhà của bà lượng còn chưa tới cổng nhà an đã gọi lớn bà ơi ba một cụ bà nhỏ nhắn vội bước ra khuôn mặt phúc hậu đầy nếp nhăn nhưng miệng lại treo nụ cười vui vẻ an đấy à sao đến muộn thế cháu đã ăn cơm chưa Dạ cháu ăn rồi. Bây giờ bà mới ăn ạ? À? Ờ, bà cũng ăn xong rồi. Cháu bà đang rửa bát. An nghe đến đây thì nghiêng người nhìn vào, quả nhiên thấy Huy đang cúi đầu rửa bát. Không ngờ cậu ta cũng khá ngoan, đứng khom người rửa bát ở cái bồn nhỏ. An phì cười, đưa nải chuối cho bà lượng. Dạ, bố mẹ cháu biếu bà nải chuối chín ạ. À? ôi sao cô cho bà mãi thế, để nhà mà ăn. Dạ nhà cháu có rồi ạ. Thế bà cảm ơn nhé. À cháu ra đây với bà một lát Bà Lượng kéo tay An ra khóc sân khuất Hơi ngó vào bên trong Đảm bảo Huy không nhìn thấy Rồi mới thủ thị Bà nghe nói Cháu hay cùng đi học với thằng Huy nhà bà Ờ thế cậu ấy có kể ạ à? Cậu ấy chẳng nói gì với cháu Nên cháu còn tưởng cậu ấy không quan tâm chứ Bà Lượng cười buồn Tính ra Bây giờ nó cũng chỉ nói tí câu với bà Còn lại chỉ cúi đầu im lặng thôi Bà Lượng nắm lấy tay An Tha thiết nói an này bà biết cháu là đứa tốt bụng bà rất cảm ơn cháu bà cũng muốn nhờ cháu làm bạn với cháu bà nó cũng là đứa đáng thương ngày xưa lúc bà còn ở cùng gia đình nó thằng bé cũng nhanh nhẹn hoạt bát lắm nhưng từ khi bố mất nó lại càng ngày càng ít cười đến lúc bà về quê mẹ thằng bé bận việc không chăm lo được cho nó suốt ngày để nó ở một mình lại còn để bị bắt cóc bị bắt cóc ấy ạ à? ừ chuyện này cũng ít người biết bà cũng không rõ sự tình, chỉ biết lúc cảnh sát cứu được thằng bé ra thì nó rất sợ hãi, từ đấy cũng cứ thu mình, không dám thân cận nói chuyện với người khác, chắc là đã bị ám ảnh tâm lý, bà hối hận lắm, đáng lẽ lúc đó bà không nên bỏ về quê. Nói đến đây, bà lượng, nước mắt ngắn, nước mắt dài. An vội an ủi bà, bà đừng khóc, mọi chuyện cũng qua rồi ạ, à. cháu sẽ cố gắng giúp đỡ bảo vệ cô ấy, bà yên tâm ạ. À. Ừ, nếu thế thì bà yên tâm rồi, bà chỉ sợ nó đi học ở đây, cũng không làm quen được với các bạn. An thở dài, quả thật là Huy không làm quen được với ai cả. Dù An có chủ động, nhưng hai người vẫn chưa có gì gọi là thân thiết. Vì lời nói của bà Lượng, An quyết định vào ngồi chơi. Huy thì An cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì lúc nãy An đến, Huy đã biết rồi. Bà nội kéo Huy ngồi cùng, muốn cậu nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Huy ngồi lại theo lời bà nội nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng gọt hoa quả cho bà và An, ngồi nghe hai người nói chuyện. Bên ngoài, Huy không thể hiện gì nhưng thực ra cậu đã dễ chịu hơn khi tiếp xúc gần với An thế này. Sáng đầu tuần An vừa đến lớp thì đã thấy Huy ngồi yên lặng ở bàn cuối, cả người vẫn thu lại, không có ý định giao tiếp với ai. An không vội tới bắt chuyện, mọi việc nên từ từ thì hơn. Kể từ khi An ra mặt bảo vệ cho Huy, cũng không có ai tìm đến học sinh mới để gây chuyện hay bắt nạt nữa. An rất lấy làm tự hào, mặc dù cô nhóc mới lớp 10 nhưng cá tính mạnh mẽ cùng sức lực đó cũng đủ để không ai dám bắt nạt, kể cả các anh chị khóa trên. Thấy Huy tạm thời không bị bắt nạt, An cũng an tâm. Cuộc sống học sinh cấp 3 có nhiều thứ hấp dẫn nên An cũng không phải lúc nào cũng chăm chăm chú ý tới Huy được. Tiết đầu tiên là giờ học toán, một trong những môn khó nhằn với đám học sinh. Thầy ở trên giảng bài, bên dưới học sinh nhắm mắt nhắm mũi chép lại. Kiến thức toán của cấp 3 khác hẳn với cấp 2, vì vậy ai nấy đều không dám lơi lỏng, cố gắng để hiểu được những con số rắc rối. Đến cuối giờ, thầy giáo cố ý đưa ra một bài toán mẹo, nói rằng ai giải được thì thầy sẽ ghi cho một điểm 10 vào sổ. Cả lớp xôn xao với bài tập đó, Lúc ra chơi, mọi người bắt đầu trụm lại xem xét. Học sinh trong lớp phân ra hai cực rõ ràng. Một bên học kém, không mấy hứng thú. Những bài tập như thế này cứ để mấy người học giỏi nghĩ ra được. Một bên là những cô cậu háo thắng, muốn tự mình tìm ra cách giải. An là học sinh giỏi trong lớp. Tất nhiên cũng bắt đầu cắn bút, nhìn vào đề toán. Tiết toán, tiếp theo là ngày mai. Vì thế chỉ có một ngày để suy nghĩ câu chuyện về bài toán trở thành chủ đề bàn tán suốt của buổi học không hiểu sao từ chuyện tìm cách giải toán lại bị phân ra thành cuộc chiến ra hai nhóm khác nhau một nhóm có an là lớp trưởng học giỏi toàn diện nhóm kia có lớp phó học tập tú nổi tiếng là thần làm toán từng đạt giải tỉnh môn toán không ai chịu ai cuối cùng lại thành cá cược bên nhóm của tú lớn giọng thách thức bên nào giải được bài này trước thì mai phải mời bên kia đi ăn Mấy cô bạn bên phía nhóm của An cũng lớn giọng Được thôi, xem ai sợ ai Vì vụ cá cược này mà không khí trong lớp sôi động hẳn Ai nấy đều dồn ánh mắt về phía An và Tú Không ai để ý Thế Huy đang ngồi yên lặng một góc nhíu mày suy tư về bài toán Hôm sau Mọi người nín thở Chờ đến tiết toán Biết được đám học trò đã rất mong ngóng biết lời giải Thầy toán chỉ mỉm cười Bài toán này thực ra có rất nhiều cách giải vì thế để công bằng, thầy sẽ để các bạn lấy giấy ra làm bài cá nhân. Tất cả những ai giải đúng đều có điểm 10, nếu không làm được cũng không sao. Nào, các em lấy giấy ra đi. Cả lớp lật đật lấy giấy ra chuẩn bị làm bài, áp lực vẫn đổ dồn lên hai vị chủ chốt là An và Tú. An nhìn tờ giấy trắng mà lòng hồi hộp, bàn tay bắt đầu túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Tối hôm qua, An đã nghĩ ra cách giải nhưng không chắc đáp án có đúng không. An nhìn sang Tú, thấy cậu ta đã cúi đầu viết thì cũng hít sâu một hơi viết đáp án ra. Đây chỉ là một bài kiểm tra tự chọn, chứ không bắt buộc lấy kết quả, nên có mấy bạn đã đầu hàng nộp giấy trắng. Huy cũng nộp bài khá sớm, đến cuối cùng chỉ còn Tú và An cặm cụi. Hết giờ, An cũng vừa kịp viết đáp án lên giấy nộp lên. Thầy giáo nhìn lướt qua, cũng chỉ khoảng 10 bạn có bài nộp thầy xem cẩn thận một lượt sau đó mỉm cười nói đây là bài toán thi học sinh giỏi cấp quốc gia không ngờ là trong lớp mình cũng có một bạn làm đúng cả lớp bắt đầu xôn xao không biết là an hay tú đây hai nhóm đều mong là người của bên mình để được đãi một bữa thầy giáo mỉm cười nhìn về phía cuối lớp bài làm đúng là của huy cách giải rất ngắn gọn và chính xác cho thấy tư duy của bạn rất tốt cả lớp kinh ngạc nhìn phía cậu bạn đang cúi đầu, có lẽ cảm nhận được ánh mắt mọi người tập trung lại đây, nên Huy càng thu người lại. Thầy giáo có lẽ cũng biết trường hợp của Huy, nên nói thêm vài câu khích lệ tuyên dương, cũng không quên chỉ ra điểm chưa đúng trong cách giải còn lại. Sau đó, bắt đầu giảng bài, cả lớp lại chú ý lên bảng. An liếc sang nhìn Huy hơi bất ngờ, cô không nghĩ Huy lại thông minh đến vậy. Nếu Huy có thể bỏ qua sự rụt rè sợ sệt thì tốt quá. Tương lai cậu ấy sẽ rất sán lạn. Cuối buổi học, cô bạn bàn trên quay xuống, tám chuyện với An. Hời, thế là cuối cùng chẳng ai làm đúng, chẳng ai đãi ai. An vội nói, ai bảo thế, Huy làm đúng mà. Cô bạn bàn trên hơi ngẩn ra, nhưng, nhưng mà cậu ấy có nằm ở nhóm nào đâu. Nhưng dù sao, cô ấy cũng làm đúng mà. An muốn nhân cơ hội này để Huy tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, liền lớn giọng nói với nhóm của Tú. Dù sao cũng có người giải ra rồi Vụ cá cược lúc sáng Chiều nay thực hiện luôn nhá Bên kia tất nhiên không chịu Nhưng mà bạn ấy có tham gia vụ cá cược đó đâu Không thuộc nhóm nào còn gì Ai nói thế An lém lỉnh đi tới bàn của Huy Đứng trước ánh mắt sợ sệt của cậu hỏi Cậu nói đi Cậu muốn tham gia bên nào Thì bên kia sẽ mời bên còn lại đi ăn Ê lớp trưởng cậu làm thế Là không công bằng nhá Có gì mà không công bằng từ đầu cũng có ai nói cậu ấy không phải nhóm bên nào đâu, Huy, cậu nói đi, ban đầu cậu ủng hộ ai, cậu phe ai? Tất cả mọi người nín thở chờ Huy mở miệng. Huy lúng túng cả người rụt lại, nhưng mọi người cứ đứng đó khiến cậu muốn không nói cũng không được. Lại còn An đứng ngay gần với vẻ mặt rất mong chờ. Trong đầu Huy bắt đầu lướt qua cảnh An bắt chuyện với cậu. An giúp cậu không bị bắt nạt, An chờ cậu đi học về cuối cùng huy cố gắng mở miệng bên bên phía an các bạn bên phe an nhảy cẫng lên vui vẻ bên kia thì tức giận nói không tính không tính rõ là lớp trưởng uy hiếp cậu ấy nói thế là không công bằng một bạn còn chạy tới bá vai huy cậu cứ nói thật đi cậu là con trai thì phải ủng hộ con trai đúng không cậu nói đi bọn tớ sẽ bảo vệ cậu không để thằng an bắt nạt cậu đâu ê, ê huy nói là ở phe bọn tớ rồi cơ mà các cậu không phục thì có hai bên nói qua nói lại huy đột nhiên trở thành nhân vật chính bị cuốn vào mấy cô cậu học sinh tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần ồn ào náo loạn nhưng lại mang tới một cảm giác bạn bè thân thiết kỳ lạ huy có hơi hoảng hốt khi đột ngột bị vây quanh nhiều người như thế nhưng trong giây phút này huy lại không hề cảm nhận có sự ác ý nào cả an cười cười tách mọi người ra lên tiếng thôi được rồi thế này đi chiều nay cả bọn đi ăn hàng tiền thì chia đều nhưng Huy là người giải đúng Thì mọi người trả cho cậu ấy thế nào Đúng là lớp trưởng đã ra tay Thì đâu lại vào đó Mọi người đều đồng ý với cách này Hẹn nhau sau giờ chiều thì ra cổng trường an vặt An quay sang Đặc biệt dặn dò Huy Chốt là thế rồi nhá Chiều nay cậu không được trốn về trước đâu đấy Cả bọn ai lại về chỗ nấy Huy ngồi ngẩn ngơ Cố gắng tiếp nhận mọi chuyện Các bạn học ở đây thật kỳ lạ lớn tiếng cãi cọ đó rồi lại vui vẻ hi hi ha ha ngay lại còn không để ý mà quảng vai bá cổ nhau lôi kéo đến là thân thiết chủ đề của các bạn ấy là đồ ăn là tắm sông là đạp xe đi chơi với nhau không giống như ngôi trường trước mà cổ học ở đó chỉ có hai kiểu một kiểu học sinh cắm đầu vào học và học một kiểu thì chỉ quan tâm quần áo hàng hiệu nước hoa ô tô tiệc tùng gia cảnh mọi người tốt nên cũng luôn tìm người có hoàn cảnh tương đương để kết bạn. Huy ít khi nói chuyện, luôn thu mình trong vỏ ốc, nên chẳng có ai chơi cùng. Chỉ sau một kỳ mà mọi người khinh cậu ra mặt. Cô Lập bắt nạt đủ cả. Nhưng ở đây, không ai hỏi đến hoàn cảnh gia đình. Mọi người đều là những cô cậu học sinh, đúng với lứa tuổi của mình, tràn ngập cảm giác tuổi trẻ thanh xuân. Cuối giờ, Huy bị An kéo theo đám bạn tới một quán ăn vặt ngoài cổng trường. Vì là giờ cao điểm, nên cái quán nhỏ chật ních học sinh đứng xếp hàng một đứa con trai chạy chen vào thấy không ổn liền bảo đám con gái mọi người ra bờ sông trước đi để lát bọn tớ mua đủ cho mọi người rồi mang ra sau an không yên tâm để huy ở lại nên kéo cậu và hai bạn nam nữa ra bờ sông đây là địa điểm bí mật của đám bạn cùng lớp mọi người thả cặp tháo giày dép ra cùng ngồi trên bãi cỏ xanh ngát Cách đó không xa là con sông rộng đang trầm chậm, chậm chảy, đang là mùa nước nên không có bãi cát, mọi người chỉ đành ngồi bãi cỏ cạnh sông. Ở đây lúc nào cũng có gió từ ngoài sông thổi vào, mang theo hơi nước mát mẻ, thỉnh thoảng còn có hương hoa và cây cỏ theo gió bay tới. Đây là lần đầu tiên Huy đi chân trần trên bãi cỏ tự nhiên xinh đẹp. Những cơn gió nhẹ thổi làn tóc khiến cả người cậu thoải mái đến lạ. An kéo kéo Huy ngồi cạnh mình, mọi người trụm lại, có đứa còn thoải mái nằm dài ra bãi cỏ. Một lát sau, mấy cậu con trai xách theo bịch lớn bịch nhỏ, cá viên chiên, hoa quả rầm, bánh kẹo, toàn là những món mà đám học sinh thích. Mọi người hồ hởi, chia nhau. An nhanh tay, giành được túi xoài rầm, chia sang cho Huy. Cậu ăn đi, nhanh không mọi người ăn hết mất đó. Ở đây chỉ có Huy là bạn mới, mọi người đã quen nhau từ trước, nên ai nấy đều rất tự nhiên. Huy rụt rè, cầm lấy que xiên, vẫn hơi cúi đầu cẩn thận lấy một miếng xoài. Bình thường, cậu sẽ không ăn đồ ăn từ người lạ. Nhưng có lẽ do không khí vui vẻ và cảnh ăn ngon lành của mọi người làm ảnh hưởng, Huy cũng muốn được thử. Có đồ ăn rồi, mọi người bắt đầu tám chuyện rôm rả. Có cô bạn hích vai người ngồi bên cạnh, cười cười, nhìn về phía An. Này, mà có thấy cái An đối xử với Huy rất là đặc biệt không? Có khi nào? Mọi người cười khúc khích, có cậu bạn bắt đầu trêu. Hồi, sao nhìn thằng An với Huy, tao cũng nghĩ tới chuyện tình thổ phỉ cướp hoa. Nhưng mà thằng An là thổ phỉ, còn Huy mới là hoa. Cả đám phá lên cười nghiêng ngả. An nghiêm mặt ném một quả cóc về hướng cậu bạn kia. Đừng có nói linh tinh. Tớ còn chưa kể chuyện cậu tỏ tình với chị lớp 12 bị từ chối đâu. Thôi, chuyện đời nào rồi còn lôi ra. Mọi người có đối tượng trêu chọc mới, An lại quay sang Huy nói, "Cậu cứ ăn đi, đừng để ý mấy đứa nó." Huy cúi đầu ăn, cũng không nói gì, cậu chỉ không hiểu sao mọi người lại có nhiều chuyện để vui vẻ đến vậy. Tiếng cười đùa của mọi người vang vọng khắp bờ sông. Thời gian học cấp 3, bố mẹ quản rất nghiêm nên mọi người chỉ dám ngồi một lát, ăn xong thì ai nấy về nhà. An và Huy lại cùng nhau đi bộ về an đi cạnh huy trong lòng rất vui vẻ vốn là người hướng ngoại nên an không ngừng vừa nói vừa cười huy chỉ lặng nghe mãi khi về đến gần nhà an mới quay sang hỏi hôm nay cậu có vui không huy ngẩn ra không biết nên trả lời thế nào quả thật huy cảm thấy thật ra mọi người xung quanh không quá đáng sợ như vậy huy gật đầu an liền cười tươi nếu thế lần sau đi chơi tớ lại bảo mọi người rủ cậu nhé tớ vì trước đây. Huy nhìn theo bóng lưng An chạy tung tăng. Trên môi bất xác nở nụ cười rất nhẹ. Cũng đã rất lâu rồi mới có người nhiệt tình muốn làm bạn và đối xử tốt với cậu đến như vậy. Buổi tối, bà Lượng mang đĩa hoa quả tới bàn học cho Huy. Cậu đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó. Bà Lượng thoáng thấy hình vẽ, có vẻ là một cô gái, liền buột miệng hỏi, cháu vẽ ai đấy? Huy giật mình, vội gập vở lại, mặt lấm lét như làm gì sai bị bắt gặp. Bà Lượng cười, được rồi, được rồi, bà không xem của cháu đâu, ăn táo đi. Đợi bà Lượng đi khuất, Huy mới mở vở ra. Trên giấy là hình ảnh một cô gái tóc ngắn, đang cười rất tươi. Sáng hôm sau, Huy đến lớp. Bất ngờ là hôm nay đã có vài người bạn nhìn cậu mỉm cười. Huy vẫn cúi đầu đi về phía chỗ của mình. Hôm nay An đến hơi muộn nên chạy vội vào chỗ. Lúc cô quay đầu sang thì bắt gặp Huy cũng đang nhìn mình. An rất tự nhiên nhòe miệng cười với cậu. Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô giáo thông báo lớp sẽ được đổi bàn mới. Mỗi bàn sẽ ngồi hai người thay vì ba người như hiện tại. Và mọi người sẽ được ghép cặp với nhau. An nghĩ một lát, nhìn sang Huy. Sợ là cũng chưa có ai muốn ngồi với Huy. Nếu lát không ai chịu ngồi thì chắc cậu ấy sẽ buồn lắm. Nhưng chuyện đó không xảy ra, vì cô giáo chủ nhiệm đã xếp chỗ cho an ngồi cạnh huy trong lớp chỉ có mỗi an biết chuyện huy có chướng ngại tâm lý vì vậy cô giáo mới cố ý xếp như vậy sáng đầu tuần an vào lớp đã thấy mọi người vui vẻ ngồi thử bàn mới an xách cặp đi tới bàn cuối ngồi xuống bên cạnh huy cô tinh ý nhận ra huy hơi rụt người lại liền quay sang dùng giọng điệu hiền lành nhất có thể nói <laughs> Bây giờ bọn mình là bạn cùng bàn rồi, nếu tớ làm gì cậu khó chịu thì cứ nói nhé." Huy nhìn bàn tay An đang đặt quá sang phía bên cạnh mặt bàn của mình, nhịn sự khó chịu lại không nói gì. An thì đã quen với việc Huy ít nói nên không để ý, bắt đầu lấy sách vở ra. Thói quen của An cũng từ tính của cô mà ra, mạnh mẽ, phóng khoáng. Từ lúc học đồ cũng quen bày ra tứ tung, Huy yên lặng thu dọn gọn đồ của mình vào góc bên trong, để một khoảng lớn giữa hai người cho An thoải mái để đồ. Sau ba tuần chuyển tới đây, cuối cùng Huy lại trở thành bạn cùng bàn với An. Mặc dù Huy vẫn ít nói như thế, nhưng thỉnh thoảng sẽ cho An mượn đồ, lâu lâu cũng cho An so đáp án bài tập. Hai người làm bạn ngồi cùng bàn cũng không quá khó khăn. Chiều cuối tuần, An phải mang sổ đầu bài xuống phòng giáo viên, nên dặn Huy đứng ở cổng trường đợi mình một lát phòng giáo viên lúc này cũng vắng người chỉ có cô hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm an chào hai cô rồi cất cuốn sổ gọn gàng cô chủ nhiệm thế an thì liền gọi an qua đây cô nhờ chút vâng ạ cô hiệu trưởng vừa bảo mẹ bạn huy gọi điện muốn biết tình hình đi học của bạn ấy cô hiệu trưởng đang hỏi cô về tình hình của bạn huy em là lớp trưởng lại ngồi cùng bạn em kể cho hai cô một chút đi an ngoan ngoãn nói qua tình hình của huy vì vừa mới học cùng chưa được một tháng nên sự thay đổi chưa rõ ràng lắm. Ít nhất là mọi người cũng thấy Huy học ở đây yên ổn, vậy là tốt rồi. An chỉ bảo đi cất sổ đầu bài, không ngờ lại bị giữ lại, nói chuyện thêm mất 20 phút mới trở ra được. Cô vừa chạy ra cổng trường, vừa dặn lòng phải xin lỗi Huy. Nhưng không ngờ, lúc cô chạy ra cổng lại không thấy Huy đâu. Bình thường, Huy chưa bao giờ để An lại một mình như thế này cả. An đang nghĩ, không biết có phải đợi lâu quá nên huy vì trước không lúc này an còn chưa được dùng điện thoại vì thế cũng không biết làm sao liên lạc được cô đứng quay đi ngó lại một lát rồi cũng quyết định bước đi nhưng linh tính sau đó an lại cảm thấy có gì đó không ổn thời gian này hai người đã thân hơn rồi kỳ thực huy tuy vẫn không nói gì mấy nhưng chắc chắn sẽ không bỏ về một mình như vậy để yên tâm an cứ đi một vòng quanh trường tìm thử lúc đi qua dãy lớp học cô nghe được tiếng đập cửa liền chạy lên nghe thử không ngờ lại phát hiện huy đã bị ai đó nhốt ở trong lớp an hốt hoảng gọi huy huy ơi cậu ở trong đó à cứu cứu với a giọng huy rất hoảng loạn giống như bị thứ gì dọa sợ đến cực điểm an đi sang cửa sổ cố nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mình Huy đang co ro trong góc lớp, hai tay ôm lấy đầu rất sợ hãi. Xung quanh cậu là một đống sâu gióm, thậm chí có cả đỉa và cóc. Với mấy đứa trẻ lớn lên từ đồng ruộng thì mấy con đó chẳng là gì. Nhưng Huy từ nhỏ đã ở thành phố, lại có bệnh tâm lý nên gặp phải chuyện này khủng hoảng vô cùng. An trợn mắt, mắng trong lòng không biết đứa nào chơi mất sạy thế. Cô nói vọng vào cậu bình tĩnh, không sao đâu, tớ vào với cậu ngay đây. An chạy lại cửa chính, giật mấy lần khóa cửa. Vẫn không si nhê gì, tiếng hét của Huy quanh quẩn bên tai. Giờ này bảo vệ đã về mất rồi. An ngó có phòng hội đồng, cũng không có ai. Nếu chạy đi tìm người lúc này, cô sợ Huy ở lại một mình sẽ bị dọa chết khiếp. An vội vàng nhìn quanh, nhớ ra dưới chân tường bao của trường, có mấy thanh sắt bị vứt ở đó. Cô vội chạy đi tìm một thanh vừa tay. Lúc cô quay lại, tiếng hét của Huy đã biến thành những tiếng rên rỉ nức nở, giống như một đứa trẻ gặp ác mộng thút thít. An cố hét thật to để Huy không nghe thấy. Huy ơi, cậu đừng sợ, đừng lo nhé, tớ cứu cậu ra ngay đây. An dùng hết sức cầm thanh sắt, cố gắng cậy khóa. Dù cô có khỏe thì cũng chỉ là một cô gái 15 tuổi. Thử mấy lần không được, bàn tay An cũng đã bật máu. An cắn môi, nâng thanh sắt lên đập xuống, mỗi lần lại cố gắng mạnh hơn, mạnh hơn. Cuối cùng, khóa sắt bị đánh gãy càng một tiếng rơi xuống. An vội mở cửa xông vào, cầm ngay cái chổi ở góc lớp, quét đám bọ ra một góc, rồi kéo tay Huy đứng dậy. Vừa ra khỏi vòng vây của đám bọ gớm ghiếc, Huy vội nhào và ôm lấy An, bật khóc như một đứa trẻ. An đứng hình, không biết làm sao đây. Đây là lần đầu tiên có một cậu con trai ôm cô chặt thế này nhưng huy chắc bị dọa sợ quá nên mới như vậy an chỉ đành để cậu ta ôm rồi cố vỗ vỗ và lưng an ủi không sao không sao rồi một lát sau huy mới bình tĩnh lại cậu sợ hãi cúi đầu không biết nghĩ gì an liền hỏi là ai nhốt cậu vào đây vậy không không biết huy không giao du với ai cũng không quan tâm đến mấy chủ đề tám chuyện nên không rõ đó là người nào chỉ biết là cùng học trong trường An dậm chân, tức giận, không biết làm sao để bắt mấy đứa đùa ác kia nhận phạt. Nhìn lại cái khóa cửa lớp đã bị đánh gãy, An nhớ ra. Đúng rồi, người có khóa cửa của các lớp không nhiều, đợi mai báo với cô giáo là được, kiểu gì cũng tra ra. Huy nắm lấy tay áo An, lắc đầu, An khó hiểu. Sao thế? Cậu không muốn kẻ bắt nạt cậu bị phạt à? Huy cúi đầu lại không nói gì, cả người cậu mang một vẻ đau thương đến tội. An thở dài, nhìn quần áo tay chân huy lấm lem bùn đất liền nói thôi vậy tớ đưa cậu đi rửa mặt mũi chân tay đã không về bà nội lại lo an kéo huy tới một bờ suối nhỏ đây là con suối bí mật mà an tìm thấy trong lúc đi chơi với đám bạn từ khi còn nhỏ lúc mới phát hiện ra an hay kéo đám bạn tới đây nghịch nước nhưng lớn dần phải lo học hành phụ ba mẹ nên cũng ít khi ra tới đây con suối nhỏ chảy róc rách giữa khe đá hai bên bờ điểm những nụ hoa trắng li ti. An dẫn Huy đi dọc theo bờ đến một chỗ bằng phẳng có cây vũng nhỏ. Nước trong vắt nhìn thấy cả đáy và đàn cá bống đang bơi lượn. An kéo tay Huy ngồi xuống cạnh tảng đá, nói, cậu rửa qua chân tay mặt mũi đi, nước ở đây sạch lắm. Huy nghe lời, vốc nước lên rửa mặt, nước mắt lạnh giúp xoa dịu cơn đau nhức ở mắt do khóc nhiều. An ngồi cạnh, nhìn cậu thở dài, trong trường cấp 3 bao giờ cũng có chuyện bắt nạt như vậy, chủ yếu là tâm tư mấy thanh niên ngổ ngáo, muốn ra oai, muốn hơn người, muốn có cảm giác là mình mạnh hơn người khác. Mà đối tượng dễ bị bắt nạt nhất là những bạn nam hoặc bạn nữ tính tình nhút nhát, cam chịu. Huy là học sinh mới đến từ thành phố lại ít nói, không có mấy bạn bè, đúng là đối tượng dễ bắt nạt. Nhưng mà trò đùa lúc nãy thực sự quá quắt. An đoán không phải các bạn trong lớp làm, vì hôm trước mọi người đi ăn với nhau khá vui rồi. Vậy, chắc là khóa trên đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy tay An, khiến cô suýt ngã. "Oái, cậu làm gì đấy? Tay cậu máu, chảy máu rồi." Huy nhìn chằm chằm vào bàn tay hơi thô của An, ở giữa lòng bàn tay có vết xước và có cả vết máu. Chắc là lúc ngã đập khóa cửa. Tay của An không đẹp, da tay nhăn nheo. Các khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài nhưng trông rất khỏe khoắn. An rụt tay lại, xoa xoa. Không sao đâu, tớ rửa chút là được ấy mà. An nhúng tay vào nước, xoa xoa mấy cái. Vết máu tan đi, chỉ còn lại vết xanh tím nhàn nhạt, nhạt và vài đường cắt. Huy cứ nhìn chầm chầm vào vết thương đó, tay cũng cuộn lại thành nắm đấm, lúc nào không biết. An nhìn Huy, muốn an ủi. Cậu bình tĩnh lại chưa? Bạn nhẽ cậu khóc. Huy rũ mắt, hai tay cũng thả ra. Cậu hơi quay người nhìn về làn nước trong vắt. Hai tay ôm lấy gối, một lát sau mới lý nhí nói. Tớ sợ. Ừ, tớ biết. Họ cũng từng nhốt tớ như thế. Hả? Ai cơ? Bọn bắt cóc. Giọng Huy run rẩy vì đó là ký ức đáng sợ nhất trong lòng cậu. Huy bắt đầu chậm chậm kể với An về chuyện mình đã trải qua. Lúc đó, tớ học lớp 8, mẹ tớ hẹn sẽ đến trường đón tớ nhưng tớ cứ đứng đợi mãi đợi mãi đến tận tối muộn cũng chưa thấy mẹ đâu mọi người đã về hết chỉ còn mình tớ ở cổng trường sau đó có mấy chú cao lớn đến kéo tớ đi họ nhốt tớ vào một phòng học bỏ hoang ở đấy vừa tối vừa lạnh mỗi bữa sẽ được nửa cái bánh mì tớ không biết họ muốn làm gì chỉ cần thấy tớ là họ quát tháo đá tát chửi rủa tớ sợ lắm sợ đến mức không dám rên gì Đến lúc cảnh sát tớ cứu ra Mới biết họ nhốt tớ một tuần Đòi tiền chuộc Mẹ tớ đưa một nửa Để họ không làm gì tớ Rồi báo cảnh sát Thế thế bọn đó đã bị bắt chưa Rồi bắt được họ rồi Nhưng mà cuộc sống của tớ không thể quay lại như trước nữa Bạn bè coi tớ là một đứa đáng thương Lúc nào cũng tỏ ra thương hại Khiến tớ không chịu được Mỗi lần ở trong phòng kín Tớ sẽ nhớ đến chuyện bị bắt Chỉ cần thấy người lạ Tớ sẽ sợ Tớ chuyển trường, không ai thương hại nữa, nhưng tớ cũng không làm quen được với mọi người nên không có bạn bè. Tớ luôn sợ, nhìn cái gì cũng sợ, tiếp xúc với ai cũng thấy họ có ác ý nên mới thu mình lại. Cuối cùng mẹ tớ đưa tớ về đây. An trầm mặc, ngồi cạnh đưa tay vỗ vỗ vào vai Huy an ủi. Một cậu bé mới chưa trưởng thành gặp chuyện như vậy chắc chắn ảnh hưởng tới tâm lý không nhỏ lại thêm 2 năm không có bạn bè, nghĩ thật tội. Đây là lần đầu tiên Huy chịu nói nhiều như vậy, có lẽ đây là nỗi niềm cậu đã giấu trong lòng đã lâu. Không phải cậu bị trầm cảm hay không nói được, mà là Huy thiếu niềm tin vào mọi người xung quanh. Nhưng Huy lại nói với An, có nghĩa là Huy rất tin tưởng cô. Không hiểu sao An lại thấy hơi tự hào, có thể thấy kế hoạch giúp đỡ bạn bè của cô đã có thành tựu rồi. Nhưng An vẫn muốn có thể chia sẻ nhiều hơn với Huy. Tớ rất hiểu cho cậu. Cậu không hiểu được đâu. Tớ hiểu, bởi vì tớ cũng từng trải qua cảm xúc sợ hãi như thế. Hả? Cậu cũng bị bắt cóc ư? Không phải tớ mà là em trai tớ. Thật ra, tớ còn có một đứa em trai nữa. Đến lượt An nhìn xa xăm kể lại câu chuyện của mình. Em tớ tên là Thanh Lâm, thằng bé ít hơn tớ 2 tuổi. Năm ấy tớ 10 tuổi, nó mới có 8 tuổi trong một lần đi chơi, không may bị bọn buôn người bắt được. Lúc nhà tớ phát hiện ra, thì đã không còn chút tung tích nào. bố mẹ ông bà tớ cuống cuồng lên, hỏi khắp nơi, trình báo công an, nhưng vẫn không có tin tức gì. cả một tháng đó, nhà tớ chẳng ai cười nổ một tiếng. mẹ tớ bình thường là người nóng tính nói nhiều, thêm mà lúc ấy cả ngày chỉ biết khóc. lúc đấy tớ cũng sợ lắm. đến một tháng sau, cuối cùng người ta cũng tìm thấy em tớ. Nhưng mà Nhưng mà Thằng bé đã bị móc nội tạng Chỉ còn lại cái xác không hoàn chỉnh Giọng An trầm hẳn xuống Hơn 5 năm rồi Nhưng mỗi lần nghĩ lại Thì sự sợ hãi và đau đớn Vẫn dâng lên trong lòng Cũng đã 5 năm rồi Đây là chuyện duy nhất có thể khiến An muốn khóc Huy không ngờ Mọi chuyện lại như vậy Cậu lúng túng Muốn đưa tay ra an ủi Nhưng không biết làm thế nào an hít một hơi sâu mỉm cười quay lại nói với huy bố mẹ tớ đã rất suy sụp cũng chẳng thiết tha ăn uống làm ăn gì nữa tớ đã từng nghĩ nhà tớ sẽ cứ như thế mà đi theo em trai tớ nhưng đến một ngày bố mẹ tớ lại gượng dậy nấu cơm dọn nhà lại tiếp tục cuộc sống lúc đó tớ vẫn còn tên là ngọc an sau này tớ đổi thành thanh an lấy tên của em tớ ghép lại với hy vọng tớ có thể thay em sống hết quãng đời còn lại cũng từ đấy tớ muốn làm cảnh sát ước mơ của tớ là bắt hết đám buôn người độc ác đó để không còn gia đình nào phải chịu nỗi đau mất người thân nữa tớ cắt tóc ngắn học võ chạy bộ mỗi ngày chỉ để một ngày có thể trở thành một cảnh sát thật ngầu tớ biết cậu đã rất đau khổ nhưng cậu cũng không thể lún sâu mãi vào đó được cậu hoàn toàn có thể chọn cách đối mặt với nó không phải ai cũng là người xấu đâu còn rất nhiều người tốt đẹp xung quanh chúng ta mà huy cụp mắt không dám nhìn vào sự kiên định trong mắt an cậu ấy là một cô gái mà còn mạnh mẽ và lạc quan như vậy còn bản thân huy thì sao chỉ dám trốn tránh tách mình ra luôn bị suy nghĩ mình là nạn nhân đeo bám vậy vậy sau này tớ cũng muốn làm cảnh sát giống cậu hả an nhìn đôi tay gầy gầy trắng trẻo của huy bật cười cậu có chắc làm được không đấy tớ tớ sẽ cố. Nhưng cậu có biết công an sẽ làm gì không? Cậu có thích nghề đó không? Tớ, tớ không biết. Nếu thế cậu đừng chọn vội, hãy chọn nghề mà cậu thích ấy. Nhưng mà tớ không biết mình thích gì. Hừm, khó nhỉ. Vậy thôi, từ từ chọn. Hai người lại yên lặng nhìn ngắm cảnh bình yên bên bờ suối. Xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim kêu vọng từ xa. Huy cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Trời gần tối, An và Huy mới về nhà, cả hai đều không nói gì. Tới cổng nhà An, cô quay lại hỏi, cậu về một mình có được không? Có cần tớ đưa cậu về không? Huy lắc đầu, An cũng không nói thêm nữa, quay người đi vào nhà. Huy vẫn giữ thói quen, đứng nhìn cho đến khi An vào hẳn trong nhà mới quay người đi. Bảng Nguyên thấy con gái về thì bắt đầu của, sao bây giờ mới về hả? Đi học về cũng không biết về nhanh phụ mẹ sắp hàng, chỉ giỏi la cà thôi. An nhìn mẹ sống mũi cay cay. Hơn ai hết, cô biết bố mẹ cũng đã phải rất cố gắng mới vượt qua được nỗi đau mất con như vậy. An trượt chạy tới, ôm eo mẹ từ sau. Bà Nguyên giật mình. Này, làm sao thế? Không sao ạ, à, tự nhiên muốn ôm mẹ yêu thôi. Nói xong, An đi lên nhà. Bà Nguyên nhìn ngoái theo rồi khó hiểu bảo chồng. Này, ông thấy nó có gì lạ không? Có khi nào con bé thất tình, bị đứa nào đó lừa tình phụ bạc rồi không? Tôi thấy nó buồn lắm." Ông chính vẫn nhàn nhã nhấp chén trà. "Con gái bà không phụ bạc nó thì thôi. Bà nghĩ xem thằng nào mà dám lừa thì con gái bà chẳng dí theo đạp người ta mới phát. Cái tính cộc cằn cứng cáp của nó thì bà có lạ gì?" "Ồ, cũng đúng." Bà Nguyên quay lại với cái chảo xào rau của mình, hai người đều biết An đã rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ từ khi em trai mất, thậm chí bị bạn bè trêu là thằng An cũng không khó chịu bởi vì cô thực sự muốn thay em để an ủi ông bà, ngay cả tên cũng đổi thành Thanh An. Chính vì vậy mà ông bà càng thương con bé, tự giận lòng phải sống tốt để chăm sóc đứa con còn lại. Sáng hôm sau, bà Lương lọ mọ dậy sớm nấu ăn sáng, Huy cũng bị tiếng nấu ăn đánh thức, cậu đi ra chủ động bê bắt đũa sang bàn ăn. Bà Lương bốc cháo cho cháu trai, dịu hiền nói, hôm qua mẹ con gọi về hỏi thăm đó, một lúc đấy con chưa đi học về Mẹ con bảo nếu con không thích ở đây Thì lại chuyển đi chỗ khác Huy hơi khựng lại sau đó đáp lời Bà cứ bảo là con đi học tốt lắm Con thích học ở đây Ừ thế thì tốt rồi Ăn nhanh đi con thay quần áo đi học Vâng ạ Huy nhìn bà nội mỉm cười Bà Lương giật mình nhận ra hôm nay Thái độ của cháu trai đã khác hẳn Từ ngày về Tuy Huy vẫn nhận ra bà Nhưng lại có cảm thấy không được thân thiết như xưa có khi đang ngủ huy cũng bật dậy như đề phòng gì đó nhưng dần dần cậu cũng thân thiết với bà hơn sắc mặt tươi hơn hôm nay còn cười nữa rõ là chuyện tốt ăn xong huy lấy chiếc xe đạp mà mẹ cậu mua cho từ trong góc ra phủi phủi bụi rồi bảo với bà hôm nay con đi xe đi học nhé ừ mẹ con mua cho con mà tại con không chịu đi đấy chứ ban đầu huy không đi xe đạp là vì muốn đi bộ một mình nhưng sau đó có an cứ nhất quyết đi cùng cậu cậu cũng kệ. Nhưng hôm nay Huy chủ động chạy xe đến trước nhà An chờ. Hôm nay An dậy muộn, hớt hải thay quần áo, rồi vơ vội cái bánh bà Nguyên để trên bàn chạy ra. Vừa tới cổng thì thấy một anh chàng đẹp trai mặc áo trắng ngồi trên xe đợi. Ánh nắng ban mai chiếu lên khiến cả người cậu như phát sáng. An nghe trái tim mình thịt một cái, mất một lát mới nhận ra đó là bạn mình. Huy, sao hôm nay cậu lại đi xe rồi, lại còn đứng đây, Huy vẫn còn hơi ngại cúi đầu Tớ, tớ chở cậu đi học Vì sắp muộn rồi nên An cũng không nghĩ nhiều Leo lên xe đến lớp May mà vẫn kịp giờ An vội vội vàng vàng lấy sách vở ra Thì bạn bàn trên quay xuống mượn bút chì An vội lục trong túi mãi không thấy đâu Thì Huy đã đưa bút cho bạn kia Tuy không nói gì nhưng rõ ràng vẻ mặt cậu đầy thiện ý cô bạn vội cảm ơn rồi cầm lấy. An ngồi bên cạnh tùm tìm cười, có vẻ như Huy đã bắt đầu có ý nghĩ hòa đồng hơn với mọi người. Ngay sau 15 phút tự học là tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm thông báo về cuộc thi tuyên truyền an toàn giao thông. Các lớp đều phải vẽ một tấm ảnh cổ động và đóng một tiểu phẩm về an toàn giao thông. An là lớp trưởng, vì vậy chuyện này cô phải phối hợp với lớp phó văn thể Mỹ để hoàn thành giờ ra chơi, An nằm dài ra bàn, than thở. Ôi, kiếm mày vẽ vời bây giờ. 20 tháng 11 lớp mình đã về bét báo tường rồi. Lớp An trai tài gái sắc, học hành giỏi giang, không ngán môn gì, chỉ có điều không có nhân tài mỹ thuật. Vì vậy, khi nghe đến vẽ tranh cổ động là An thấy nản. Mấy cô bạn An ủi, thì nhờ ai vẽ cũng được, vẽ cho đủ nhiệm vụ là được rồi. Biết đi đâu kiếm người nhờ được bây giờ. Huy kéo kéo tay áo An, chậm gì gì, nói. Hay là... hay là để tớ thử. Mắt An sáng lên. Cậu biết vẽ hả? Tốt quá, vậy chiều mai chúng ta bắt đầu luôn. Băn khoăn trong lòng được gỡ bỏ. An hoạt bát trở lại, khiến Huy cũng vui theo. Chiều hôm sau, An mua sẵn tranh tới lớp. Đội tập tiểu phẩm kịch an toàn giao thông cũng tới. Mọi người tập hợp lại cùng làm. Vì chỉ có mỗi mình Huy vẽ, nên cậu ngồi một mình một góc. An cùng các bạn lo bản nhau tập kịch. Một lúc lâu sau, khi thấy nội dung đã khá vừa ý, mọi người mới nhớ ra tới xem Huy vẽ. Khi thấy bức tranh ngay ngắn trên bàn, ai nấy đều ổ lên. Wow, Huy vẽ đẹp thật đấy, ý như thật luôn này. Làm sao vẽ được vậy ta? Lần này, lớp mình nhất định phải được giải nhất. Mọi người xôn xao khen, khiến Huy ngại. Cậu cố gắng hé môi cười một cách cượng gạo, An thấy vậy thì rất vui, thuận tiện, tạo điều kiện để mọi người nói chuyện với Huy nhiều hơn. Cuối cùng Huy cũng nói được vài câu với các bạn, không đến nỗi bị cô lập như hồi mới đến. Lúc Huy chở An trên chiếc xe đạp, cô vu vơ nói, cậu có thích vẽ không? Chắc là, chắc là có. Lúc ở một mình tớ hay vẽ hoặc tính toán gì đó. Ồ, thế có khi cậu hợp làm kiến trúc sư đấy. Kiến trúc sư? Kiến trúc sư? Huy cứ lặp đi lặp lại từ này để nhớ. Sau lần tham gia hoạt động lớp đó, các bạn trong đội kịch cũng có ấn tượng tốt hơn với Huy. Cậu cũng đã mở lòng ra, trao đổi nhiều hơn với bạn bè, không còn chỉ thu mình một góc nữa. Cuối tuần đó, bà Lương gọi An qua ăn cơm. An vui vẻ tới thì phát hiện có cả mẹ của Huy. Đây là lần đầu An gặp bà Lan, người phụ nữ sang trọng quý phái, nắm chặt tay con trai, đôi mắt rưng rưng. Bà Lan đưa con trai về đây một thời gian, coi như cho thằng bé về với bà chơi, sau đó sắp xếp một trường tốt hơn để con trai chuyển qua. Nhưng không ngờ, chỉ sau 2 tháng, con trai bà như thay đổi hẳn. Cuối tuần bà về đón cậu đi kiểm tra, bác sĩ tâm lý đã nói Huy đang phục hồi rất tốt, chẳng mấy mà trở lại làm một cậu thiếu niên bình thường. Bà Lan mừng lắm, vội đưa con trở lại ở với bà nội. Bà Lương biết tin cũng mừng vui khôn xiết, kể chuyện về Huy thời gian này, cũng nhắc đến An, rồi thuận tiện gọi An tới ăn cơm. Bà Lan khi biết cô bé này đã giúp đỡ bảo vệ con trai mình nhiều thì cũng cảm kích đối xử với An rất tốt. Bữa cơm hôm đó rất vui vẻ, hòa thuận. Sau khi bà Lan về thăm thì quyết định để con trai học ở đây 3 năm cấp 3. Tuy sau này đi du học sẽ khó hơn một chút nhưng bà vẫn có cách giải quyết bà còn phải trở về thành phố để quản lý công việc. Huy được tiếp tục ở lại đây cùng bà nội và cô bạn nhiệt tình, vui vẻ. Ở lớp, Huy cũng đã có thêm bạn bè, hết học kỳ 2 của năm lớp 10. Huy đã hoàn toàn bình thường như những người bạn khác. Huy và An cũng trở thành đôi bạn thân, học giỏi đến mức người khác phải ghen tị. Nhưng vì An vẫn luôn có cá tính, mạnh mẽ, lại để tóc ngắn, nên không ai nghĩ rằng giữa hai người lại nảy sinh tình cảm. Vào sinh nhật lúc An tròn 17 tuổi, Huy đã tặng cho An chiếc điện thoại đầu tiên. An sợ không dám nhận vì lúc đó với cô món quà ấy quá quý giá. Nhưng Huy đã giữ chặt tay An, thổ lộ. Cậu cứ giữ đi mà, để sáng tớ gọi cậu trước đỡ phải đứng trước nhà đợi. Thì cậu đến ới một câu là tớ ra còn gì? Thế, thế thì cũng cần có điện thoại để tớ hỏi bài tập. Cậu làm gì có bài tập nào cần hỏi đâu? Thì, thì tớ, Tớ muốn nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mỗi tối. Huy cúi mặt, cậu thiếu niên lần đầu tỏ tình thẹn thùng. An cố nhịn cười, cô biết thừa tình cảm mà Huy dành cho mình. Tuy cũng là lần đầu yêu đương, nhưng tính An không thích lòng vòng, cũng không quá ngại ngùng, thùy mị như những bạn nữ khác. An cố tình trêu Ai thèm cậu nhắn tin mỗi ngày, cậu làm thế, chẳng khác nào người yêu cả. Thì tớ, ý tớ là, cậu làm người yêu rồi nhá. An mỉm cười thơm lên má Huy một cái Cậu ngốc thật đấy Mãi mới dám tỏ tình Huy đứng đó ngây ngốc Nhìn nụ cười tỏa nắng của An Một cách say mê Ai bảo con gái về thùy mị e thẹn yếu đuối Mới đáng yêu An vừa mạnh mẽ cá tính Không hề yếu đuối chút nào Thậm chí còn bảo vệ ngược lại cậu Nhưng trong mắt Huy An vô cùng đáng yêu Đầu năm học lớp 11 An đi ngang qua quán cắt tóc ở đầu xóm, chợt nhận ra đã lâu rồi cô chưa cắt tóc. An thích để tóc ngắn như con trai, vì vậy cũng thường xuyên về ghé tiệm. Ấy thế mà có đến 6 tháng rồi An chưa cắt tóc. Lọn tóc đã mọc dài, buộc được lên rồi, chỉ có điều tóc sợi ngắn sợi dài nên trông không được đẹp lắm. Anh chàng chủ tiệm cắt tóc đầu hối cua thấy An thì vẫy vẫy tay. An đấy à, lâu quá không thấy em ghé cắt tóc. Hôm nay anh đang rảnh này, Cô muốn cắt không anh cắt luôn cho an ngẩn người sờ sờ mái tóc của mình thật ra an đã quen với tóc ngắn nên cũng định vào tiệm ngay nhưng chợt nghĩ thế gì đó cô lại đắn đo tâm tình thiếu nữ đang yêu rung rinh ngọt ngào cô cũng muốn để tóc dài cho giống con gái một chút như thế đi cạnh huy sẽ giống người yêu hơn bây giờ nghĩ một lát an lắc đầu dạ thôi lần này em sẽ nuôi tóc dài hả nuôi tóc dài anh thợ cắt tóc chố mắt như nghe thấy điều gì kỳ lạ lắm an mỉm cười kiên quyết bước đi không quên nói với lại một câu đợi em nuôi được tóc dài rồi em sẽ tới cho anh làm tóc ạ à? hồi chào con bé này bị gì vậy hay là có tí tình yêu rồi anh thợ cắt tóc cười cười đi vào quán nhưng lòng vẫn hơi buồn một chút vì có lẽ đã mất đi một khách hàng thường xuyên ghé quán cứ như vậy An và Huy có một câu chuyện tình yêu tuổi 17 tươi đẹp và đơn thuần, vừa là người yêu lại vừa là bạn thân. An vẫn kiên định theo đuổi con đường trở thành cảnh sát giỏi, còn Huy cũng sẵn sàng thi vào trường kiến trúc. Bao nhiêu thời gian yêu nhau là bấy nhiêu thời gian An để tóc. Đến cuối năm lớp 12, tóc An cũng đã dài quá vai, cô cắt đuôi tóc bằng, trông cũng rất ra dáng thiếu nữ. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra nhẹ nhàng như vậy nếu không có chuyện bà Lan tìm gặp bà Nguyên để ngăn cấm hai người. An giật mình tỉnh giấc, giữa giấc mơ, ký ức về những ngày vui vẻ bên nhau vẫn quanh quẩn trong đầu. Thật ra mấy ngày nay nằm trên giường, mỗi ngày sự thất vọng trong lòng lại dâng lên một chút. Huy không gọi điện, cũng không đến tìm cô, có phải là đã chấp nhận lời chia tay hay không? Nếu như vậy thì An đau lòng cắn răng không dám nghĩ tiếp. Ngày hôm sau, An dậy khỏi giường, cô cầm điện thoại mở lên nhưng máy vẫn không khởi động, xem ra phải mua cái mới luôn rồi. Bố mẹ An vẫn giấu kín chuyện bà nội của Huy phải về thành phố điều trị, vì thế An cũng không hay biết chuyện này. Cô ngồi dậy ăn sáng rồi đi ra ngoài, bà nguyên lo lắng gọi với theo, "An, con đi đâu thế? Con đi cắt tóc?" An đi thẳng tới tiệm tóc quen, anh thợ đầu húi cua thấy cô thì tươi cười, "Sao Hôm nay em muốn uống, nhuộm hay là làm kiểu gì? An nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương, kiên quyết nói. Anh cắt lại cho em kiểu cũ đi. Kiểu nào cơ? Kiểu con trai mà trước em hay để đó. Ồ, oh, không thích tóc dài nữa à? Hay có chuyện gì? Không, em thấy em để tóc ngắn, đẹp trai hơn. Anh thợ bật cười, bắt đầu cầm kéo, cắt đi từng lọn tóc. An đã dành gần 2 năm để nuôi. Nuôi thì lâu, mà cắt thì trong chốc lát giống như đoạn tình cảm này của An cũng tan thành mây khói chỉ trong một khoảng khắc. An nhắm mắt, cảm nhận từng lọn tóc rơi xuống, chiếc kéo sắc bén cắt đi tóc cũng là cắt đi những sợi tơ tình trong lòng cô. Lúc cô mở mắt ra lần nữa thì diện mạo ban đầu đã quay trở lại. An mỉm cười nhìn mình trong gương. Đây mới là cô, Thanh An, độc lập, mạnh mẽ, cá tính và là cô cảnh sát tương lai trên đường về an mua một chiếc điện thoại mới thời gian này mẹ cô buôn bán tốt tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi của an không ít nên mua một chiếc điện thoại mới không khó an tiện tay chọn thêm một chiếc sim mới sau khi cất gọn chiếc điện thoại cũ đi an cầm lấy sim cũ thẳng tay ném xuống sông nếu người ấy đã không gọi thì giữ lại cũng chẳng để làm gì chẳng bao lâu an nhập học trường cảnh sát bắt đầu từng bước trên con đường mơ ước của mình mối tình năm ấy cũng dần khép lại, chỉ có điều An không bao giờ có ý định nuôi tóc dài nữa. 8 năm sau, thời gian 8 năm không ngắn, cũng không quá dài, nhưng những ai ở thành phố lớn đều cảm nhận được sự phát triển chóng mặt. Những tòa nhà cao tầng thi nhau vươn mình, đường phố mở rộng, xe cộ đi lại tấp nập, cuộc sống càng ngày trở nên vội vã, sự chênh lệch giàu nghèo cũng không ngừng tăng lên. Tuy tỷ lệ những người nghèo tới không có cơm ăn đã giảm, nhưng những trường hợp túng quẫn mà quay sang nghề cướp giật, trộm cắp cũng không ít. Năm nay, tình hình trí an của thành phố rất đáng báo động. Phim ảnh, mạng internet và những ứng dụng độc hại không ngừng lan truyền những video bạo lực tàn nhẫn dẫn đến tội phạm ngày càng manh động. Mới nửa đầu năm mà người dân đã xôn xao vì các vụ cướp của giết người, thậm chí là mâu thuẫn yêu đương cũng trở thành cái cớ để người ta bạo hành nhau. Đội cảnh sát thành phố được lệnh siết chặt công tác thuần tra, điều phối nhân sự để bảo vệ an ninh thành phố, nhất là vào buổi tối và đêm khi người ngoài đường vắng vẻ. 11 giờ đêm, một chàng trai mặc vét loạn choạng ra khỏi nhà hàng, đi về bãi đỗ xe. Chàng trai có vóc người cao, nhưng hơi gầy, khoác lên người bộ vét lịch lãm, trông ra dáng một doanh nhân thành đạt. Có lẽ vì mới có chút hơi men trong người nên bước đi không được vững lắm. Khuôn mặt của anh khá đẹp trai, nhưng vì hơi gầy mà má hơi hóp lại, cảm giác hơi thiếu sức sống. Đó chính là Huy, chàng trai mắc bệnh tâm lý năm nào. Hôm nay huy phải tiếp một đối tác ở trong nhà hàng này lúc đến thì bãi đỗ xe của nhà hàng đã chật kín đành phải đánh ô tô qua một bãi xe gần đó gửi lúc này đã bản chuyện xong xuôi anh mới rời khỏi nhà hàng để về bãi gửi xe giờ này ngoài đường đã vô cùng vắng vẻ chỉ còn những ngọn đèn đường lặng lẽ đứng soi từng chùm sáng vàng vọt huy vừa đi vừa cầm điện thoại áp bên tai dặn dò trợ lý về bản hợp đồng mới chốt được từ phía sau, một chiếc xe máy chạy xẹt qua như tên lửa, tiếng máy đinh tai khiến Huy hơi nhíu mày nhưng anh cũng không quá để ý. Không ngờ, trên chiếc xe kia có hai thanh niên mặt mày lấm lét quan sát, đoạn đường này đang không có người qua lại. Tên cầm lái cho xe dừng lại để đồng phạm xuống, hai người đứng đợi sẵn ở bên đường. Huy đang mải mê nói chuyện với trợ lý nên không để ý nhiều, cúi đầu đi qua hai cậu thanh niên đó không ngờ mới đi được mấy bước Có một lực mạnh từ đằng sau xông đến Giật lấy chiếc điện thoại trên tay Huy Người từ phía sau còn đẩy Huy một cái Khiến cậu loạn choạng. Khi định thần lại thì vội kêu lớn Cướp, có cướp Tên đồng phạm phía sau Thấy tên kia đã thành công Thì vội phóng xe đến Định đón hắn rời đi nhưng từ trong ngõ nhỏ, một bóng người cao lớn đã xông ra, chặn tên giật điện thoại lại, Hắn ta trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ trước mặt, chỉ thấy người đó làm ra vài động tác chuyên nghiệp, tên cướp điện thoại đã bị đè xuống, ngước lên thấy còn một tên ngồi trên xe đang hoảng hốt, cậu thanh niên dũng cảm liền rút tạm cầm số 8, gô tay tên cướp vào một chiếc cột biển báo ven đường rồi vội lao tới tên ngồi trên xe. Tên còn lại thấy đồng đội đã bị tóm thì cũng hãi, không kịp nghĩ gì định phóng xe bỏ đi. Người cảnh sát nam đến chậm một bước chỉ kịp nhìn thấy làn khói xe. Tên ngồi trên xe nghĩ mình đã thoát vừa thở được một hơi thì mỗng ở đâu có một cô gái chuẩn xác nhảy từ bên đường lao thẳng tới chỗ cậu rồi ôm cậu ngã xuống đường. Hai người cùng lăn vài vòng chiếc xe máy ngay lập tức lao vào gốc cây bên vỉa hè. Tên cướp chỉ thấy đầu óc quay cuồng khi kịp định thần lại thì đã nghe tách một tiếng, hai tay đã bị khóa trong cổng số 8. Một giọng nữ trong trẻo nghiêm nghị vang lên, để chị xem cậu muốn chạy đi đâu. Người cảnh sát nam cũng chạy kịp tới, hai mắt trợn lên, chị An, tay chị chảy máu rồi. Lúc này, An mới nhìn tới phần khỉu tay khi nãy ngã xuống, bị quệt vào mặt đường nên xước một mảng lớn. Tuy nhìn hơi sợ, nhưng chỉ là vết thương ngoài da nên cô không để ý. Quay đầu nói với Khải, cộng sự của mình, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Ngay khi An quay đầu lại thì bắt gặp tên giật điện thoại kia đang cố cậy khóa cổng số 8. Có lẽ hai tên cướp này cũng là dân chuyên, An và Khải đang đứng cách tên cướp kia một đoạn. An không kịp nói gì, vội chạy về phía đó. Tên cướp hốt hoảng, cố gắng dùng thanh sắt phá khóa. Cuối cùng hắn cũng thành công, xoay người định tàu thoát nhưng mới chạy được hai bước đã bị cô gái phía sau túm lấy cổ, vật một cái lộn ngược ra sau, cả người nện xuống đất đau đớn. An lật hắn ta lại, khóa chặt tay sang phía sau, ngoái đầu nói với Khải, cong. À? Khải lấy chiếc còng đưa cho An, một lần nữa tên cướp bị khóa tay ở phía sau, An tịch thu cái que sắt để mở khóa, cũng tiện tay lấy lại chiếc điện thoại kia. Chuyện kể thế lâu, nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi An cầm trên tay điện thoại rồi thì Huy cũng thở hồng hộc chạy tới, cả người cúi gập xuống vì mệt. Điện thoại, điện thoại của tôi. An xoay người đưa điện thoại ra. Điện thoại của anh đây, nhưng hiện tại nó là vật chứng và chúng tôi cũng cần anh lên đồn để lấy lời khai. Vâng, cảm. Lúc Huy ngẩng đầu lên, cả hai người đều sững sờ. 8 năm rồi, An mới thấy lại khuôn mặt đó. Trong cách ăn mặc thì có lẽ Huy bây giờ đã là giám đốc gì đó đúng theo nguyện vọng của mẹ anh rồi nhỉ còn an vì đang đi tuần đêm nên không mặc đồng phục cảnh sát cô chỉ mặc quần jean đơn giản một chiếc áo phông bó sát khoác thêm áo sơ mi ở bên ngoài trông hai người thực sự quá khác biệt rõ ràng là người của hai thế giới huy ngây ra nhìn an mái tóc của an vẫn ngắn như vậy mạnh mẽ và cá tính chắc bây giờ cô đã là một người cảnh sát thật ngầu như cô hằng mâu ước trái tim huy run run anh đã từng nghĩ đến cả trăm kịch bản khi hai người gặp lại nhau nhưng bây giờ khi gặp được an rồi anh lại không biết nên mở lời như thế nào khải nhận thấy không khí có chút kỳ lạ lên tiếng hỏi chị an chị quen anh này à an như giật mình quay sang vỗ vào lưng khải như một thói quen lắm chuyện gọi người mang xe đến chở hai tên này chưa em gọi rồi mọi người sẽ tới đây thôi khải quay sang nói với huy còn anh này mời anh lên đồn với chúng tôi để lấy lời khai thế là tất cả cùng nhau về trên đồn để lập biên bản việc thẩm vấn và ghi chép lời khai đã có hai cảnh sát trực ở đồn phụ trách an và khải không cần vào trong nên đứng ở bên ngoài chờ hai người là người trực tiếp tham gia bắt cướp nên lát nữa còn một vài thủ tục phải làm khải nhận thấy an không giống mọi khi lặng lẽ đi đến bên cạnh hỏi chị sao thế hay là bị thương ở đâu rồi Em thấy từ lúc bắt cướp xong Chị lạ lắm An không nói gì Chỉ khoanh tay ngừng đầu lên nhìn bầu trời Khải cũng tò mò nhìn theo Ngoại trừ một vầng trăng khuyết Thì chẳng thấy gì cả Cậu nhăn nhó nhìn An đầy khó hiểu Khải là đàn em của An Trong trường cảnh sát Học viên nữ trong trường đã ít Người vừa xinh vừa ngầu vừa giỏi như An Lại càng hiếm Tuy vì thể lực con gái không so được với nhiều đồng nghiệp nam, nhưng xét về thực lực của an thì cũng phải nói là rất nổi bật khải gặp an ở trong câu lạc bộ võ thuật của trường cậu không giống an cậu là người có người nhà làm trong ngành muốn ổn định nên mới đưa cậu vào làm cảnh sát từ lần đầu tiên gặp an khải đã vô cùng ngưỡng mộ người chị này nếu còn thời gian chiến tranh khải đoán an sẽ là một nữ tướng quân đầy anh khí vì ngưỡng mộ nên khải chủ động làm thân với an ban đầu an thấy cậu em khóa dưới này rất phiền phức nhưng dần dần cũng thấy quý cậu ta sau khi ra trường an tha thiết muốn tới biên giới điều tra các tệ nạn như bán người vượt biên buôn bán nội tạng khải cũng muốn đăng ký đi theo nhưng gia đình cậu không đồng ý vì bố khải có quyền thế nên vô tình điều cả hai người về sở cảnh sát thủ đô an mặc dù bất mãn nhưng cũng không làm được gì Đến nay, Khải cũng coi như tới 7 năm đồng hành cùng An từ trường cảnh sát cho tới cơ quan công tác, nên tính tình của An cậu cũng hiểu phần nào. Hôm nay An cực kỳ không tự nhiên. Hai người cứ đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên An lên tiếng, "Cậu có thuốc không? Cho chị một điếu." Khải giật mình, móc trong túi ra một bao thuốc gần như mới nguyên, lấy ra một điếu đưa cho An. Cô chỉ ngậm trong miệng, mãi sau mới châm lên, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Trước đây, lúc ở trường cảnh sát, An cũng không ngoan lắm. Hút thuốc, uống rượu, chơi thể thao, đánh võ với bạn, cái gì cô cũng thử. Nhưng An không nghiện, thỉnh thoảng khi nào quá mệt mỏi hoặc khó chịu mới xít một vài hơi. Lần này, An xít hết nửa điếu mới buông xuống dập thuốc đi. Khải choàng tay lên vai của An ủi. Sao thế? Chị lại nhớ em trai chị à? Khải cũng là một trong số ít những người bạn biết về chuyện em trai của An, cô lắc đầu không phải. Nhưng An cũng không giải thích gì, Khải thì vẫn đặt tay lên vai, an ủi người chị thân thiết. Đúng lúc đó, Huy đi ra khỏi phòng thẩm vấn, ngay lập tức nhìn thấy hai người đang đứng ở góc sân. Từ góc độ này, giống như Khải đang ôm lấy An vậy. Hai tay Huy cuộn chặt, không hiểu sao trong lòng lại tràn lên cảm giác ghen tị chua xót tám năm rồi anh vẫn chưa kịp cho an một câu giải thích nhưng anh cũng không thể buông bỏ được tình cảm của mình với cô gái đặc biệt đó khải ơi và anh nhờ chút bên trong phòng vọng tiếng gọi của một người cảnh sát khải vội đáp lời quay vào lúc đi qua huy chỉ nhìn anh một cái rồi đi luôn an cũng quay người nhìn phía này nên đã nhìn thấy huy đứng sững người ở đó cô nhanh chóng quay mặt đi còn huy lại rảo bước về bên này an sau 8 năm, cuối cùng Huy lại được gọi tên người con gái đấy. An cũng xoay người lại, vẻ mặt bình thản, đáp lại. Sao vậy? Cậu, cậu đã làm cảnh sát rồi. Như một lời chúc mừng, cũng giống như một câu cảm thán. An vẫn hở hững đáp. Đúng vậy, còn cậu thì vẫn yếu ớt như ngày nào. Đi ngoài đường thôi mà cũng bị cướp. Đã thế còn không kịp đuổi kịp người ta. An không hề khách khí mà mỉa mai. Nhưng Huy không để ý, huy nở một nụ cười rất tươi ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập vui mừng may quá gặp lại được cậu rồi người lúc nãy là sao hả bạn bè cũ gặp lại còn muốn điều tra cả người bên cạnh tôi à tôi nghe nói bà nội mất rồi mọi người trong xóm đều muốn thăm viếng nhưng ở xa quá chia buồn cùng cậu nhé cái câu bạn bè cũ khiến huy khựng lại cảm giác như có gì đó cào trong tim huy biết mình không nên vội vàng đang định nói thêm mấy câu hỏi thăm Thì Khải đã gọi vọng ra Chị An, đến lượt chị rồi đấy An không nói gì Lách người đi qua Huy tiến vào phòng làm việc Huy đứng đó nhìn theo Trong mắt là sự nhớ nhung không thể kìm nén Chiều hôm sau An ế oải đến trụ sở Tối qua đi tuần Nên cô phải ngủ bù cả sáng hôm nay Vừa bước vào văn phòng An đã thấy trên bàn bày rất nhiều hoa quả An khều cô bé Văn Thư đang ngồi trong phòng nay ngày gì mà mua nhiều hoa quả vậy? Cô bé cười, không phải em mua đâu, là người được chị với anh Khải giúp lấy lại điện thoại hôm qua mang đến đấy. Bây giờ vẫn đang ở trong phòng thủ trưởng cảm ơn gì đó. Em nghe nói, các anh đấy cũng có địa vị xịn lắm, có khi nhờ dịp này mà chị với anh Khải được tuyên dương nhận bằng khen luôn đấy chứ. An hử mũi coi thường, chị thiếu gì mấy tờ giấy đó đâu, vừa nói xong thì cửa phòng của thủ trưởng cũng mở ra chú hải tay bắt mặt mừng cùng huy bước ra khỏi phòng khuôn mặt vô cùng vui vẻ thông báo nào mọi người anh huy đây là giám đốc tập đoàn việt pháp anh ấy rất cảm kích chuyện hôm qua đã được thành viên trong đội chúng ta giúp đỡ vì vậy hôm nay đích thân tới đây cảm ơn và mong muốn mời cả đội dùng cơm chiều nay mọi người sẽ cùng nhau để ăn nhé mọi người vui vẻ cảm ơn huy chỉ có an là đứng trong góc nhíu mày cô đã cố ý đứng khuất đi nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy huy đang nhìn mình cả buổi hôm đó an buồn bực không vui ký ức đã chôn sâu cứ từng chút nhảy ra lờn vờn trong đầu khiến cô khó chịu mặc dù đã dặn lòng hai người chỉ là chuyện cũ nhưng an vẫn không giấu được sự cay đắng trong lòng dù là ai đi chăng nữa gặp lại người yêu cũ chắc cũng không vui vẻ gì huống chi cô và huy chia tay cũng chẳng vui vẻ An xoay xoay chiếc bút trong tay. Dạo này không có vụ án gì lớn, nên An cũng không quá bận rộn. Cô thử tìm về tập đoàn Việt Pháp. Thông tin hiện ra đầu tiên chính là ảnh của bà Lan và Huy, bên cạnh còn một người đàn ông khá lớn tuổi. Theo như thông tin ở đây, thì Huy đã đi du học 5 năm rồi quay về điều hành công việc dưới sự giúp đỡ của mẹ là bà Lan cùng người đàn ông lớn tuổi tên Khang kia. Cả nửa bài, là những dòng ca ngợi về sự đẹp trai, tài giỏi và những thành tựu mà Huy đã đạt được. An bực mình thoát ra khỏi bài viết đó. Cô là con người nên cũng có những cảm xúc nhất định. Cô thừa nhận bản thân khó chịu khi thấy Huy sống tốt như vậy. Ít ra cô nghĩ sau khi hai người chia tay Huy cũng phải buồn bã khó chịu. Nhưng mà cô sai rồi, mới đó mà người ta đã đi du học thành tài, trở thành doanh nhân thành đạt theo sắp xếp của ba mẹ. Ngay cả ước mơ làm kiến trúc sư ngày xưa cũng chẳng là gì hết. Hóa ra, chỉ có mình cô mới là người đau khổ. Buổi tối hôm đó, An viện cớ bận việc không đi, đích thân thủ trưởng tới nói với cô, "Không được, việc gì cháu cứ sắp xếp sau đi, cậu Huy đã nói là muốn có cháu với cậu Khải đến đó để cảm ơn. Hai đứa là nhân vật chính, không có mặt thì không được." Cô bé Văn Thư cũng ra sức thuyết phục, "Phải đó, chị An đi đi chị." An thở dài từ chối nói qua nói lại cuối cùng cô vẫn phải đến nhà hàng đó. An chọn chỗ ở trong góc khuất nhất ngồi xuống. Khải hôm nay nghỉ ở nhà nhưng nghe tin mọi người liên hoan cũng nhanh chóng lái xe tới. Vừa vào cậu đã chọn ngay chỗ bên cạnh An. Khải không đến thì thôi. Vừa đến miệng đã liến thoáng. Chị này lần đầu tiên em thấy có nhà nạn nhân nào mà hậu tạng trịnh trọng vậy luôn á. Nhưng mà em thấy cứ kỳ kỳ chỉ là giúp lấy lại cái điện thoại thôi mà có cần phải thế không? An nhếch miệng cười. Người giàu họ thừa tiên, họ tiêu thế nào chị với em không hiểu được đâu. Khải vẫn không đồng ý. Chị, chị bảo khi nào anh kia còn có ý khác không? Hôm qua em thấy anh ấy nhìn chị lạ lắm. Hay là anh ấy trúng tiếng xét ái tình với chị? An quay sang, cốc vào đầu Khải một cái. Trúng cái đầu mày, ấy. chị để nghĩ anh ta trúng tiếng xét ái tình với mày thì có. Dạo này mấy anh giám đốc chủ tịch lộ ra là người giới tính thứ ba đầy. Không không, chị nói làm em sợ đấy. Khải vội vàng xua tay, định nói thêm gì đó. Nhưng Huy đã tới, anh vẫn mặc sơ mi đóng thùng, bên ngoài khoác áo vét lịch lãm. Vừa bước vào, Huy đã liếc sang bên này tìm An. Đúng lúc thấy Khải ngồi cạnh. Thấy Huy nhìn sang bên này, Khải giật bắn người, nghĩ đến câu nói của An lúc nãy, cậu dùng mình một cái. Vì Huy đã tới, nên mọi người bắt đầu nhập tiệc huy lần lượt mời các lãnh đạo sau đó mới cầm chén rượu tới chỗ của an với khải vì ở trước mặt mọi người nên huy nói chuyện hơi câu nệ hôm đó may nhờ có hai đồng chí giúp đỡ chén này mời hai người coi như lời cảm ơn khải vui vẻ cầm chén lên còn an cũng miễn cưỡng đứng dậy sau khi uống xong huy lại chủ động rót thêm một chén đưa cho khải chén này tôi xin phép cảm ơn riêng từng người khải không ngại ngần chạm ly Huy vừa uống xong thì nôn nóng rót rượu vào chén của An. Cô nhân mặt. Xin phép, tôi không uống nhiều. Khải chố mắt nhìn. Trước giờ cậu uống với An toàn thua. Mà bây giờ chị ấy lại bảo mình không uống rượu. Huy vội nói. Thế tớ gọi nước cam hay nước lọc cho cậu nhé. Khải giật mình lần nữa. Cách xưng hô này chắc hai người có quen nhau. An nhìn Huy chằm chằm như muốn nhìn rõ xem bên dưới khuôn mặt tươi cười của Huy là những suy nghĩ như thế nào. Cô hít sâu một hơi, đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi hơi khó chịu muốn ra ngoài." An bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Huy cầm chén nhìn theo, ánh mắt đầy sự mất mát. An đứng bên ngoài sảnh nhà hàng hóng gió. Không bao lâu sau, Khải đã chạy ra đưa một lon nước ngọt cho cô. "Chị đã ăn được tí nào đâu mà đã chạy thế? Chị không có tâm trạng ăn gì hết." Này, chị nói thật đi, có phải chị và anh Huy kia? Reng, reng, tiếng chuông điện thoại cắt đứt câu hỏi của Khải, An vội lấy điện thoại ra ấn nút nghe. Alo, mẹ ạ, à? bên kia đầu dây, bà Nguyên vui vẻ nói. An hả, con về chưa hay vẫn còn ở cơ quan? Con đang đi ăn với đồng nghiệp ạ. À? Thế hả, tốt quá, tốt quá, con phải đi ăn giao lưu với đồng nghiệp nhiều vào. Kiểu gì, chẳng có các đồng chí công an cảnh sát chưa lấy vợ nếu con tìm một người cùng ngành thì cũng dễ thông cảm cho nhau hơn mà." An thở dài, "Mẹ, mẹ gọi cho con 8 lần thì 10 lần dục chuyện này, con đang phấn đấu làm việc mà. Thì bố mẹ cũng lo cho con thôi. Nhớ cái Mai nhà đầu xóm không? Bằng tuổi con mà nó đã đẻ đứa thứ hai rồi đấy." An đưa điện thoại ra xa, không muốn nghe lời mẹ nói, cô đang không biết làm sao để cắt đứt điện thoại, nhìn bên cạnh thấy Khải đang đứng, liền kéo cậu lại gần. Mẹ ơi, Khải gọi con vào với mọi người rồi. Khải cũng quen với tình cảnh này, hết sức phối hợp. Cháu chào bác ạ, cháu với chị An đang đi ăn cùng nhau này. Bác đợi chút nha ạ. Cháu đang định giới thiệu chị An với mấy anh họ đến giao lưu. Ờ, ừ, tốt quá. Bác cảm ơn cháu. Hai đứa đi đi. Nhá, lát nhớ về cẩn thận. Vâng ạ. Tắt máy, An thở phào nhẹ nhõm. Từ sau chuyện An chia tay Huy, bố mẹ cô cũng để ý kỹ hơn đến chuyện yêu đương của con gái nhưng lạ là từ khi vào trường cảnh sát an chẳng yêu đương với ai nữa một lòng phấn đấu ban đầu bố mẹ cô vui mừng vì con gái biết tập trung sự nghiệp nhưng bây giờ an đã ra trường đi làm mấy năm rồi mà chưa có mối nào khiến hai ông bà lo lắng bà nguyên ngồi cạnh chồng than con bé càng ngày càng cá tính mạnh mẽ như thế thì không biết có ai chịu lấy nó không ông chính đang nằm xem phim phì cười trêu vợ Nghĩ đến đi chụp ảnh cưới Mà như hai thằng đàn ông đi với nhau Thì ai mà còn dám cưới Bà Nguyên vả vào tay chồng trách cứ Ông này Con gái ông mà ông ăn nói thế đấy hả Nhưng mà tôi có nói sai đâu Con bé toàn để tóc ngắn như đàn ông dáng đi, ăn nói, việc làm Đều như đàn ông Bây giờ bọn con trai nó thích kiểu con gái dịu dàng Biết làm nũng cơ Bà Nguyên bắt đầu rơm rớm nước mắt Ý ông ấy Là đến ông cũng nghĩ con bé không lấy được chồng à Không không ý tôi là bà cứ bình tĩnh con gái mình nó vậy rồi thì mình cứ để tùy theo nó đi ở bên này khải cũng vỗ vai an khuyến khích đồng chị an cố gắng đạt chỉ tiêu năm nay có người yêu để gia đình không lo lắng nữa nhé an gạt tay cậu xuống sẵn tiện cốc lên đầu một cái chỉ tiêu cái con khỉ cậu vào trong đi bảo chị không khỏe chị muốn đi về ơ này mấy khi được ăn miễn phí ở nơi sang trọng thế này chị không nên bạc đãi cái dạ dày mình thế chứ An nhìn vào nhà hàng, lấp lánh ánh đèn bên trong, giọng buồn buồn, sang trọng, giàu có, không hợp với chị. Chị mày chỉ hợp với cơm canh dưa muối thôi, thế nhá, chị đi đây. Khải nhìn theo bóng An rời đi, cậu hiểu tính của An, nên cũng không ngăn cản nữa. Lúc Khải quay vào bên trong, từ nơi góc tường, Huy bước ra, nhìn theo bóng dáng của cô gái tóc ngắn vừa đi khuất. Trong lòng có một niềm vui nho nhỏ, may quá cậu ấy vẫn chưa có người yêu, nghĩa là mình vẫn còn cơ hội sửa sai. Huy nghĩ tới, những ngày tháng một mình cô đơn suốt 8 năm nay mà lòng nặng chịu. Ngày ấy, sau khi An tới náo loạn muốn chia tay, Huy chạy đi tìm không được. Hôm sau tới nhà thì bố mẹ An không cho gặp. Buổi chiều hôm đó, không hiểu sao bà nội lại ngã bệnh. Huy vội vã cùng mẹ đưa bà về thành phố sau đó lại phải theo bà ra nước ngoài làm phẫu thuật rồi để chăm sóc bà tốt hơn huy đành ở lại bên đó học luôn huy đã gọi cho an rất nhiều lần nhưng máy luôn không kết nối được không biết do an đã chặn anh hay là cô đã không dùng số đó nữa nhưng mọi hy vọng cũng dần biến mất thời gian vô cùng tàn nhẫn nó mài mòn đi hy vọng của huy cũng dần trôn lấp đi tấm lòng của cậu câu xin lỗi và lời giải thích mãi không nói được ngày càng nặng rồi chìm xuống đá lòng, lúc nào chẳng hay. Hai năm trước, sức khỏe bà nội yếu hẳn rồi mất, Huy mới về lại Việt Nam. Sau khi về rồi, Huy có tìm hiểu thông tin về An, biết cô đã trở thành cảnh sát công tác ở trong thành phố, nhưng Huy đã không đủ dũng khí để gặp lại cô. Huy chỉ đành tự mình đắm chìm trong ký ức về những ngày còn bên nhau, giận lòng, không nên làm phiền để cô có một cuộc sống mới. Cho đến hôm qua, khoảng khắc gặp lại ấy, Huy biết đời này anh sẽ không bao giờ quên được cô. Hôm sau nữa, An nhận được tin nhắn của Huy, An mệt mỏi đóng tin nhắn lại, sau đó lại mở lên không trả lời mà thẳng tay xóa đi. Cô đã không còn là cô bé An của 8 năm trước, ngây ngô nhắn tin với Huy mỗi ngày. Nhưng Huy vẫn cứ nhắn cho An, cứ đúng giờ sẽ chúc ngủ ngon, khiến An bối rối. Chuyện năm ấy cô đã tổn thương rất nhiều, vì thế, cũng không muốn lại dây vào Huy và gia đình anh lần nữa, An thấy rất phiền nên quyết định chặn số luôn. Nếu không phải đợt này có một vụ án khó thì cô đã tìm đến Huy cho anh một trận. An đang đau đầu với vụ tự tử của một kế toán trưởng trong một tập đoàn lớn. Theo điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi thì người đó rõ ràng là tự tử, nhưng gia đình của người đàn ông này nhất quyết nói là có người hại ông ta. An mở tài liệu ra xem thì thấy tên doanh nghiệp mà nạn nhân làm chính là công ty Việt Pháp. An hơi ngẩn ra, không nghĩ mọi việc lại trùng hợp đến như vậy. Cô đứng dậy ném hồ sơ qua cho Khải. Vụ này em phụ trách giúp chị được không? Khải nhìn hồ sơ thắc mắc. Sao thế? Đợt này chị cũng có theo vụ nào nữa đâu. Cấp trên vừa chính thức bàn giao xuống cho tổ mình rồi. An thở dài, đào mắt nghĩ xem nên làm thế nào khải mở hồ sơ ra xem lướt qua khi thấy tên công ty việt pháp thì chợt nhớ ra công ty việt pháp không phải công ty này là cái công ty của anh hôm bị mất điện thoại à thế thì em với chị tới hỏi thử đi dù sao cũng có chút quen biết nên điều tra sẽ dễ hơn em đi đi chị không đi chị sao thế em phát hiện ra chị với anh kia có gì không ổn từ lâu rồi chị khai mau nếu không em sẽ đề xuất cho xếp cử chị đi an nhíu mày lại cốc vào đầu khải một cái đủ lắm chuyện đi ra đây. An kéo Khải ra một góc vắng, sau đó kể sơ qua mối quan hệ của mình và Huy. Khải há hốc mồm. chị, chị và anh kia là người yêu cũ á? Ừ, trời đất, gù ông ấy là kiểu người phụ nữ đàn ông như chị á hả? Không thể ra luôn đấy. Này, mày đang chê chị đấy hả? Nói cho mà biết, ngày xưa là cậu ấy theo đuổi chị đấy. Khải phì cười, đến khi An lườm mới nghiêm chỉnh lại, sau đó cậu lại thở dài. Thế thì khó rồi đây. Tại lúc nãy, sếp bảo đây là vụ án chỉ tiêu cần hoàn thành của đội mình. Anh Hải với anh Thành đã đi lo vụ làm giả giấy tờ công ty rồi. Chỉ còn em với chị thôi. Mà năng lực nghiệp vụ của em thì chị biết đấy. Thế sao bàn nãy em có lấy chuyện này ra dọa chị? <laughs> Nếu không nói thế, làm sao chị chịu nói ra chuyện người yêu cũ với em? Cái thằng danh này. Tuy An không can tâm lắm, nhưng công ra công Tư ra tư, cô vẫn phải tiếp nhận vụ án này. Đầu tiên, An và Khải tới nhà của nạn nhân. Hai người theo địa chỉ trong hồ sơ tới trước một căn nhà ba tầng trong một khu nhà phố. Tính ra, căn nhà này khá đơn giản, nhìn không ra được chủ nhân của ngôi nhà lại làm kế toán trong một công ty lớn. Vị trí dễ kiếm được không ít tiền. Nhưng nhìn kỹ lại thì mảnh đất xây nhà này không phải ai muốn cũng mua được. Khải nhấn chuông hồi lâu, cũng không thấy ai ra mở cửa. Hai người nhìn nhau, đang định rời đi thì cổng lớn kẹo kẹt một tiếng mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra bên ngoài nhìn, là một cô bé chắc mới học cấp 3, khuôn mặt đượm buồn. An mỉm cười thân thiện nói với cô bé, "Chị là cảnh sát, chị có thể vào nhà em gặp mẹ em một lát được không?" Cô bé quan sát hai người từ trên xuống dưới, thấy họ đúng là mặc bộ đồ quần áo cảnh sát thì cũng tin tưởng để hai người vào. An và Khải cùng nhau đi vào. Căn nhà vắng vẻ, không khí tang thương vì mất đi trụ cột gia đình vẫn đang bao trùm. Cô bé để hai người ngồi ở phòng khách, còn mình vào bên trong gọi mẹ. Một lát sau, một người phụ nữ ốm yếu đi ra, thấy hai người cảnh sát ngồi đó thì có vẻ rất kích động. Phương, con đi lấy nước cho cô chú đi con. Vâng ạ. Cô bé đi rồi, người mẹ mới lên tiếng. Đã có kết quả điều tra chưa, đồng chí cảnh sát? An vẫn lắc đầu, tạm thời kết luận vẫn là nạn nhân tự tử không thể nào anh ấy còn đang hứa đưa con gái đi du lịch nhân dịp sinh nhật năm sau con bé cũng thi đại học rồi tôi hiểu chồng tôi anh ấy không thể nào tự dưng này ra ý định như thế được bà vừa nói vừa khóc có thể thấy cái chết của chồng là cú sốc lớn đối với bà an nhỏ giọng an ủi chị bình tĩnh lại đã hôm nay chúng tôi tới cũng là muốn tìm hiểu thêm về tình hình nạn nhân trước khi xảy ra sự việc ngoài những điều chị nói liệu có dấu hiệu nào có thể kết luận là nạn nhân không tự nguyện hay không tôi nhớ trước đó hai tuần chồng tôi có vẻ rất hoảng hốt sợ hãi tôi hỏi thì không chịu nói gì bảo là mình có thể giải quyết được nhưng không ngờ sau đó sau đó anh ấy lại lúc này phương cũng bê nước ra cô bé đứng sau mẹ bức xúc rõ ràng là có người hại bố chính là cái người mà bố con gọi điện cầu xin phương không được nói linh tinh. Người phụ nữ vội quát con gái rồi quay sang giải thích. Con bé có nghe bố nói chuyện mấy lần qua điện thoại, giọng có vẻ sợ hãi căng thẳng nên nghĩ lung tung. An mỉm cười, "Không sao, chị cứ để bé ngồi đây nói rõ hết mọi chuyện, biết đâu giúp được gì." "Không có gì, không có gì, mọi chuyện cũng chỉ có thế thôi." Cả buổi hôm đó, An và Khải cũng không khai thác được gì nhiều, chủ yếu xoay quanh biểu hiện kỳ lạ của nạn nhân trước khi chết rời khỏi ngôi nhà đó, Khải quay sang nói với An, "Chị có thấy bà mẹ này có gì đó kỳ lạ, giống như không thực sự muốn nói rõ mọi chuyện." "Ừm, em đi điều tra kỹ hơn về mối quan hệ của nạn nhân trong tập đoàn đi, tạm thời chị sẽ giám sát hành động của hai mẹ con." Hai người nhanh chóng chia nhau ra. An lập tức cải trang ăn mặc bình thường ở trước cửa nhà theo dõi hai mẹ con đó, vẫn sinh hoạt bình thường, cô con gái cũng bắt đầu trở lại trường học khoảng một tuần vẫn không có tiến triển gì, cho đến một ngày An bắt gặp cô bé Phương lén giấu một con dao trong lúc đi siêu thị với mẹ. An liền đổi mục tiêu, theo dõi cô bé này sát sao hơn. Thời gian này, Huy cũng bận tối tăm mặt mũi, vốn là định đến đồn cảnh sát tìm An, nhưng trong công ty lại có một vụ tai nạn gây chết người, trưởng phòng tài chính đột ngột mất, khiến mọi việc từ tâm lý nhân viên, sự vụ tài chính cho đến truyền thông của thương hiệu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, Huy phải tăng ca mấy đêm để điều hành mọi người xử lý. Anh cũng đã cho người đem tiền bồi thường đầy đủ đến nhà nạn nhân. Đợi khi mọi việc tạm ổn, Huy mới rời công ty về nhà, nhưng vừa mới xuống tới bãi đỗ xe thì một bóng người đã lao thẳng về phía Huy. Anh cảm thấy bên tay nhói lên, theo quán tính đẩy người kia ra cô bé kia vẫn bất chấp lao tới, hướng mũi dao về phía Huy, ngay lập tức An xông tới, nắm lấy tay cô bé, vặn cổ tay để con dao rơi xuống, rồi khống chế cô bé. Phương dãy dụa vừa khóc vừa kêu, thả ra, thả ra tao phải giết mày, chính mày đã ép bố tao nhả lầu, đồ độc ác, khốn nạn. Huy đang ôm vết thương trên cánh tay phải, nghe những lời đó thì khiếp sợ. Cô nói gì thế? Tôi không có giết ai hết, An vẫn đang giữ chặt Phương, sức của cô gái nhỏ không thể đọ lại được một nữ cảnh sát như An. Những lời nói của cô bé khiến An giật mình, nhìn sang Huy với ánh mắt phức tạp. Hai người lại lên đồn cảnh sát lần nữa, Phương bị áp giải, còn Huy thì tới lấy lời khai. An nhận ra tay Huy bị thương nên muốn để Huy đi băng bó trước, thủ trưởng lại chỉ ngay cô đưa Huy đi, vậy là hai người tới bệnh viện. Vết thương của Huy không sâu, chỉ là vết chém dài cần băng bó và kiêng nước một thời gian. An đã quen với các vết thương nặng nhẹ khác nhau, nên cô nhìn không chớp mắt. Đợi khi băng bó xong xuôi mới lên tiếng. Cậu đúng là xui xẻo thật đấy. Hai tuần, lên đồn ngồi hai lần. Đừng bảo làm việc gì trái với lương tâm, nên thế nhá. Huy nhìn qua An, ánh mắt vô cùng chân thành và kiên định. Cậu nghi ngờ tớ à? Tớ là cảnh sát. Việc cần làm là điều tra, nếu đã băng bó xong Thầy cùng về đồn lấy lời khai đi An xoay người bỏ đi Chợt nghe tiếng Huy vang lên An cảm ơn cậu Không có gì tôi là cảnh sát mà Huy cũng cười nhẹ Muốn nói gì đó nhưng lại thôi Chỉ yên lặng theo An trở về đồn Hai người bước vào Khải đã chen tới kêu với An Chị ơi con bé kia cứ nhất quyết Nói mình đi trả thù cho bố Nên phải giết tên này Vừa nói Khải vừa nhìn sang Huy Huy vẫn đứng thẳng, khuôn mặt không có chút trột dạ nào. An Bảo Khải dẫn mình vào phòng thẩm vấn xem tình hình. Hóa ra, cô bé Phương có nghe bố điện thoại mấy lần cầu xin ai đó, rồi có nhắc tới Huy, nói cái gì mà Huy xin Huy cứu giúp, mối quan hệ tốt. Tuy Phương không nghe rõ ràng, nhưng đoán rằng chuyện này là do Huy không chịu cứu bố cô, nên ông mới lựa chọn như vậy. Huy trầm mặc nói, tôi không nhận cuộc gọi riêng nào của ông ấy, cũng không thấy ông ấy báo cáo hay nhờ vả chuyện gì phương mất bình tĩnh gào lên anh nói dối nếu không phải anh thì là ai thấy cô bé kích động an liền tách hai người ra thẩm vấn riêng vì cùng là con gái an muốn thẩm vấn phương còn để một đồng chí khác nói chuyện với huy nhưng mới được một lúc bạn cảnh sát kia liền chạy lại báo chị an anh huy muốn nói được chị thẩm án hả đồn cảnh sát chứ có phải hội trợ đâu mà muốn chặn ai thì chọn nhưng mà anh ấy bảo lúc bị cô bé tấn công chỉ có chị ở đó, nếu chị hỏi thì anh ấy có khi sẽ nhớ ra được chi tiết quan trọng. An thở dài một hơi, đứng dậy, giành lấy sổ thẩm án, "Thôi được, rồi để chị, chị cũng sắp xong bên này rồi, lát chị qua." Huy ngồi chờ một lúc, cuối cùng cũng đợi được An tới, cô mặc bộ quân phục, đầu đội mũ nghiêm chỉnh. Đây là lần đầu tiên Huy được thấy An trong bộ quần áo xanh, trông cô vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng ánh sáng của người được theo đuổi công việc mình yêu thích. An gõ gõ vào mặt bàn, đổi thành giọng nghiêm túc dành cho công việc. Xin anh hãy tập trung, tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn. Huy không thèm để ý, buột miệng hỏi. Lúc nãy cậu có bị thương không? Không, đừng để ý chuyện đó, bắt đầu thôi. Thời gian này cậu sống thế nào? An bực mình đập tay xuống bàn. Này, đang giờ thẩm vấn, tôi yêu cầu anh đừng có trả lời những câu không ăn nhập như vậy. Thì tại vì cậu không chịu nói chuyện với tôi, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Anh Huy, tôi lấy tư cách cảnh sát yêu cầu anh một lần nữa phối hợp điều tra. Huy biết mình sai nên im lặng gật đầu đồng ý. Anh nghiêm túc trả lời các câu hỏi mà An đưa ra. Cũng nói rõ mình không nhận được cuộc gọi từ nạn nhân cũng như không hề ép buộc gì ông ta hay dồn ông ta vào đường cùng. Thật ra từ kết quả điều tra của Khải thì giữa Huy và nạn nhân cũng không có quan hệ đặc biệt gì, vì thế lời khai của Huy vẫn đáng tin. Bận rộn hết cả một ngày, An mới tạm sắp xếp xong. Cô bé Phương kia tạm thời, nhận lệnh tạm giam, vì hành vi đó có thể cấu nên tội cố ý gây thương tích. Còn Huy thì được cho về trước, nhưng Huy không chịu đi, giờ bên tay đang băng bó cho An xem. Tôi hơi đau, có thể nhờ đồng chí này đưa tôi về được không? Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ đó. Nhưng đồng chí cũng không thể nhìn thấy tôi tự lái xe với cái tay này được đúng không? Nhờ tôi làm sao thì vụ án. Thôi được rồi tôi đưa cậu về. An nhăn nhó đi trước, Huy lẽo đẽo theo sau ra nhà để xe. Tuy An khó chịu nhưng trong lòng vẫn hơi lo cho Huy. Lỡ như lại có thêm chuyện gì thì cũng rắc rối thật. Huy vui vẻ ngồi lên chiếc ô tô của mình đưa chìa khóa cho An để cô lái đi. Dọc đường hai người ít nói chuyện, mãi An mới nói một câu. Cậu nên thuê vệ sĩ riêng đi. Cậu lo lắng cho tớ à? Hừm, ai thèm lo? Huy hơi mỉm cười. Cô vẫn như vậy chỉ được cái cứng miệng, nhưng trong lòng thì vô cùng tốt bụng. Chẳng mấy chốc đã tới nhà của Huy, An xuống xe đưa chìa khóa cho anh. Huy liền quan tâm hỏi, thế cậu về bằng gì? Tôi tự biết gọi xe. Thế tớ đứng đây chờ cậu, không cần, cậu vào nhà đi. May mà An gọi được xe khá nhanh, Huy vẫn kiên quyết đứng đó. Điều này khiến An hơi bối rối, có thứ tình cảm nào đó trong lòng cô bắt đầu dục dịch trỗi dậy nhưng chiếc xe an gọi chưa kịp đến thì một chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ lại trước cửa bà lan bước xuống trên tay là một chiếc túi sách hàng hiệu đắt tiền khi nhìn thấy con trai đứng cùng một người cảnh sát bà sợ hết hồn nhưng khi nhìn kỹ lại thấy đó là an thì bà giật nảy lên huy sao con sao lại an nhìn bà lan cô nghĩ xem có nên chào hay không mẹ dạy cô phải biết kính trọng người lớn nhưng có một số người không đáng để cô kính trọng bà Lan trợn mắt nhìn An. Bây giờ cô đã là một người cảnh sát, mặc bộ cảnh phục với khí chất xuất chúng, khác xa với cô bé năm ấy. Nhưng khí thế chỉ có thể tăng chứ không giảm. Dù vậy, bà Lan vẫn khinh thường quát. Cái đứa con gái không biết xấu hổ này, tại sao đến giờ cô vẫn còn đeo bám con tôi hả? Huy vội quát lên. Mẹ, mẹ làm cái gì thế hả? Cậu ấy mới vừa cứu con đấy. Huy giờ cánh tay bị băng bó quá nửa. Bà Lan giật mình. Sao, sao lại thế này? đã có chuyện gì thế? An cũng không rảnh để nghe hai mẹ con này diễn vở kịch tình cảm. Cô vội bước lên xe mình đã đặt. Đến khi Huy giải thích xong với mẹ quay ra thì An đã đi mất rồi. Bà Lan nhìn ánh mắt con trai lo lắng nói Con, sao con lại gặp lại nó? Có phải con vẫn còn tình cảm với con bé đó không? Mẹ biết rồi con hỏi. Huy chỉ để lại vòn vẹn vài câu. Bà Lan đứng sững người ở đó, hai mắt đỏ hoe một người đàn ông lớn tuổi bước tới bên cạnh bà lan nhẹ vỗ vai an ủi bà lan sụt sùi có khi nào năm ấy em đã làm sai không ông khang liền vỗ về bà dù em có làm gì đó thì cũng là vì tốt cho huy bà lan thở dài mấy năm nay bà luôn tự hỏi việc mình làm là đúng hay sai dù huy chịu nghe theo sắp xếp của bà nhưng phần lớn là vì chăm sóc bà nội kể từ chuyện đó tình cảm hai mẹ con cũng bị dạn nứt không trở lại được như trước. Dù bà có cố gắng bù đắp, nhưng Huy vẫn rừng dưng. Điều này khiến bà rất khó chịu, dường như đã phạm phải một tội lỗi lớn, khiến con trai luôn không tha thứ cho bà. Mấy năm nay, Huy sống như một người máy cuồng công việc, lúc đi du học thì chỉ học và làm. Đến giờ thì suốt ngày ở công ty, tuy bà thích con trai cố gắng, nhưng nó quá liều mạng, làm sống làm chết. Suốt 8 năm dòng, trong lòng Huy không có thêm một ai, điều đó là gì, bà cũng hiểu được, chính là Huy vẫn chưa quên được An. Điều này khiến bà Lan rất buồn, nên ngay khi gặp lại An, bà vô cùng bất ngờ, sợ hãi và có chút bất lực. Nếu thực sự hai đứa lại quay về với nhau thì hành động của bà năm ấy giống như trò hề vậy. Hơn nữa, bà Lan thực sự không thích con dâu làm cái nghề cảnh sát nguy hiểm bận rộn không chăm lo được cho gia đình sao bà chấp nhận để làm con dâu như này được chứ an mệt mỏi trở về phòng hôm nay cô đã mệt mỏi cả ngày rồi chỉ muốn được ngủ một giấc thật đã nhưng vừa nằm xuống giường điện thoại đã vang lên là khải gọi đến chị an em phát hiện ra có một người cộng sự của nạn nhân ở công ty từ sau khi nạn nhân gặp chuyện thì luôn sợ sệt lén la lén lút giấu tài sản chuẩn bị ra nước ngoài định cư ngày mai máy bay sẽ cất cánh an bật dậy nói Địa chỉ ở đâu? Mình phải ngăn lại trước khi hắn ta bay. Chị yên tâm, em đã sắp xếp rồi, mai sẽ có người phục sẵn ở sân bay, giờ này muộn rồi chị nghỉ đi đã, 6 giờ sáng mai có mặt ở sân bay là được. Ừm, chị biết rồi, vậy mai chị sẽ qua đó luôn. Vụ án càng ngày liên đới nhiều người, xem ra có ẩn tình bên trong. An vừa nằm vừa nghĩ tới tình tiết vụ án, rồi thiếp đi lúc nào không hay. 5 giờ sáng, An thức dậy tắm rồi thay quần áo đi luôn. Căn phòng của cô đã bừa bộn lắm rồi nhưng An thực sự không có thời gian để dọn dẹp. Hôm qua cô chỉ ngủ được vỏn vẹn mấy tiếng giờ lại chuẩn bị đồ nghề ra sân bay luôn. 6 giờ sáng, các chốt chặn hướng đi vào check-in đã vào vị trí. Ngay khi một chàng trai thấp bé đội mũ và đeo khẩu trang kín mít bước vào, mọi người nhận ra đối tượng liền theo lệnh hành động. Chàng trai đội mũ đen, nhìn trái, nhìn phải, vừa bước vào xếp hàng thì bỗng có người quàng tay lên cổ, kéo anh ra một lối đi khác ở sân bay. Lực tay mạnh đến nỗi, hắn ta không tài nào cựa quậy được, định hô lên, nhưng khẩu súng đã kể bên hông, nên hắn không dám manh động. Đến góc khuất, người đàn ông cao lớn mới kéo tay hắn ra trước, cạch hai tiếng khóa cổng tay lại, người đàn ông mếu máu, anh, anh là cảnh sát. Tất cả các chốt chặn của cảnh sát lập tức rút lui. Vài người đến cùng đồng chí đó áp giải nghi phạm về đồn. Lần này, An cùng hai đồng chí nữa thẩm vấn. Người đàn ông này tên là Định. Ngoài 30 tuổi mà chưa có vợ con. Hắn là một người rất nhát gan. Khóc từ khi bị bắt ở sân bay đến tận khi vào đồn. Hai mắt đã sưng húp lên. Hắn vừa khóc lóc kêu An, vừa khai ra mọi chuyện. Hắn và nạn nhân vốn là đồng nghiệp cùng bộ phận kế toán. Nạn nhân là kế toán trưởng nên mọi việc đều qua tay anh ta. Sau đó, không hiểu sao anh ta móc nối được một ô dù lớn trong công ty, bắt đầu làm giả sổ sách để trục lợi. Hắn rủ định theo. Con số họ kiếm được ngày càng lớn, vì thế định vui sướng giữ bí mật. Nhưng sau đó, có lẽ phía trên gặp vấn đề nên định và nạn nhân cũng làm cẩn thận hơn một chút. Cho đến mấy tuần trước, nạn nhân đột ngột gặp định dặn dò cẩn thận chuyện trục lợi của công ty, sau đó mấy ngày thì mất. Định sợ, nếu chuyện điều tra ra thì hắn phải ngồi tu nên mới muốn trốn ra nước ngoài, không ngờ chính chi tiết này đã bán đứng hắn. Mặc dù có lời khai của định thì vẫn khó để phát hiện ra người đã bao che cho chuyện này là ai. Nhưng người đó có thể kiểm soát tài liệu của kế toán không nhiều Sau khi thẩm vấn Khải thì thẩm với An Có khi nào chính là người yêu cũ của chị không? Đến lúc ấy, chị không được vì tư tình mà ảnh hưởng việc công đâu đấy. Không, không phải cậu ấy đâu. Sao chị biết? Dù sao chuyện của hai người cũng từ nhiều năm trước rồi. Biết đâu giờ anh ta đã thay đổi. Không đâu. Chẳng nhẽ cậu ấy tự bảo kế toán đục khoét tiền của mình à? Rất không hợp lý. Chuyện này cần phải tìm hiểu thêm. An cũng không biết tại sao. Nhưng trong lòng cô dù gì... Huy vẫn sẽ không dây vào chuyện này vì cô đã thấy được thái độ bình thản của anh. An trở về đồn cảnh sát, nghĩ một lát, liền mở điện thoại lên, vào danh sách số bị chặn, kéo số của Huy ra ngoài, cô gọi cho Huy, bên kia bắt máy rất nhanh. "An, cuối cùng cậu cũng gọi cho tớ rồi." "Ừ, tôi có chuyện muốn hỏi." "Sao thế? Chuyện về vụ tự tử không thi cậu? Chúng tôi mới bắt được nghi phạm." "Hắn khai là nạn nhân có liên quan đến vụ làm số liệu giả để trục lợi, có lẽ vì chuyện này mà hắn mới quyết định làm vậy để thoát tội." Ở đầu dây bên kia huy trầm ngâm một chút sau đó nói thật ra tớ có phát hiện sổ sách sai sót nhiều vì thế sau khi kế toán trưởng xảy ra chuyện tớ đã cho chấn chỉnh lại và tính thiệt hại con số đó quả thật có thể tiễn anh ta đi tù trung thân nhưng về chuyện này liên quan đến danh dự công ty nên mẹ và chú khang không muốn chuyển ra ngoài dù sao thì kẻ gây ra cũng đã đền tội rồi không đơn giản thế đâu tôi đã điều tra về gia đình của nạn nhân thực sự là gia cảnh bình thường số tiền biển thủ lớn như vậy hắn có thể giấu ở đâu được trong khi tài khoản của hai vợ chồng đã được giả soát cả tôi nghi ngờ còn có một người đứng sau theo lời khai của tên định thì còn có một người nắm chức vụ rất cao nữa cậu nói cho tôi biết ở trong việt pháp có những ai có quyền nhúng tay vào việc của phòng kế toán và quản lý dòng tiền huy mím môi suy nghĩ sau đó trả lời nếu có quyền hạn như vậy thì chỉ có tớ mẹ và chú khang tớ và mẹ chắc chắn sẽ không tự đi trộm tiền của mình còn chú Khang không phải là người như vậy, phải hay không thì điều tra mới biết được, cảm ơn cậu vì thông tin này." An nói xong câu đó thì tắt máy, rồi tức tốc gọi cho Khải. "Em chuyển hướng điều tra sang ba người này, Huy, bà Lan và ông Khang, biết đâu sẽ có manh mối." Huy nghe xong cuộc điện thoại của An, liền rơi vào trầm tư. Chú Khang là một người rất đặc biệt với mẹ anh. Năm ấy bố anh mất, mẹ anh suy sụp vô cùng ông để lại một công ty và đứa con thơ trong một mình bà chèo trống. Lúc đó, các cổ đông rối loạn, người thì muốn rút tiền chạy, người thì muốn nhăm nhe, lật đổ mẹ anh để lên nắm quyền. May nhờ có chú Khang là trợ lý cũng là người thân cận nhất từng bước giúp mẹ anh lấy lại quyền kiểm soát công ty. Từ đó, mẹ anh cũng tin tưởng để chú Khang cùng quản lý. Nếu nói về am hiểu tình hình và cách quản lý thì chú Khang thực sự hiểu Việt Pháp hơn Huy rất nhiều vì thế lúc mới về nước huy cũng được mẹ đưa đến làm việc cùng chú khang để học hỏi chú ấy đối xử với anh rất tốt có thể nói là thân thiết như người trong nhà nếu thực sự là chú ấy làm thì lý do là gì tại sao chú ấy phải làm như vậy rõ ràng nhà anh đối xử với chú khang không tệ có thể nói là từ trợ lý trở thành cánh tay đắc lực của bà lan lương thưởng của chú không ít gần như đã phất hẳn lên trong nhà cũng không thiếu thứ gì Huy không thể bình tĩnh được, vì vậy quyết định thử điều tra xem, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Anh vừa tìm hiểu, vừa hy vọng mọi chuyện sẽ không phải như vậy. Nhưng thực tế là càng tìm hiểu, Huy càng khiếp sợ vì mọi manh mối đều chỉ đến chú Khang. Ông ấy là họ hàng xa của kế toán trưởng. Mười năm trước, cũng chính ông ấy đã đưa kế toán trưởng vào công ty làm. Từ một vị trí kế toán nhỏ nhoi, dần dần được thăng chức Vợ của kế toán trưởng cũng biết quan hệ của hai người nhưng không hề nhắc với cảnh sát. Tài khoản của ông ấy cũng có những khoản tiền bất thường, lấy danh nghĩa là bán cá cảnh được chuyển vào từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu không phải đang có sự hoài nghi thì không ai liên hệ được chuyện này với chuyện biển thủ ngân quỹ. Huy không dám nói chuyện này với mẹ, sợ bà không chịu được người mình tin tưởng bên cạnh lại chính là người như vậy. Anh quyết định lái xe đến gặp Bông Khang trước ông khang không lấy vợ sinh con đó cũng là điều khiến bà lan áy náy và tin tưởng ông hơn gấp bội cho rằng ông ấy chỉ trung thành với một mình bà ngôi nhà ông ấy ở là một biệt thự lớn được chạm khắc tinh xảo với một người điều hành công ty lâu như vậy cơ ngơi như thế này cũng không có gì bất hợp lý thấy huy đến ông khang vui vẻ ra đón huy đấy à vào đi cháu vâng chú hôm nay cháu có việc qua đây chút ông ấy bình tĩnh đưa huy vào nhà đóng cửa pha trà rót nước cho cậu uống huy ngồi xuống thản nhiên ngắm những bình cá cảnh đầy màu sắc phía sau lưng ông khang cậu nhấp một ngụm trà bắt đầu thử thăm dò chú khang chơi cá cảnh lâu rồi đấy nhỉ ừ mấy chục năm rồi sao đột nhiên cháu lại quan tâm đến chuyện này chú nhớ là cháu đâu có hứng thú với cá cảnh gì đâu à cháu chỉ muốn biết thôi nghe nói chơi cái này khá tốn kém chú nhận cả bán cá cảnh chắc là cũng thu được không ít nhỉ ông khang nhấp một ngụm trà cười cười cậu huy cậu muốn nói gì cứ nói thẳng đi huy híp mắt nhìn ông khang vẻ mặt căng thẳng chú đã biết chuyện cháu điều tra hoạt động của chú ở công ty vậy chuyện cháu nghi ngờ có phải sự thật không có phải là do chú <laughs> phải tất cả là do chú làm đấy trước đây mẹ của cậu vẫn luôn phó mặc mọi thứ cho tôi nên tôi muốn làm gì cũng dễ như trở bàn tay nhưng từ khi cậu về tiếp quản rồi dần dần nắm được quyền kiểm soát chú biết là kiểu gì cũng có ngày cậu phát hiện ra mọi chuyện vì thế chú chỉ đành lên kế hoạch dọn sạch sẽ mọi thứ đáng lẽ thằng cháu kế toán trưởng sẽ là đứa chịu tội đi tù chú để nó nhận tội sau đó sẽ cho vợ con nó một khoản tiền lớn ai ngờ nó sợ đi tù quá nên làm bậy chứ chú cũng đâu có muốn lấy mạng nó coi như nó chết rồi mọi việc cũng kết thúc cảnh sát cũng khó mà tra ra bí mật của người chết nhưng mà cậu lại cứ thích chõ mũi vào việc này. Lời ông ta nói nhẹ bẫng, như thể nói về cái chết của một con kiến, chứ không phải con người. Huy tức giận, chú, tại sao chú? Gia đình cháu đối xử với chú đâu có tệ. <laughs> như thế là chưa đủ, rõ ràng công sức ta bỏ ra cho công ty không hề ít hơn mẹ con nhà mày. Nhưng tại sao tiền vẫn đổ với túi nhà mày nhiều hơn? Còn tao thì vẫn là kiếp làm thuê, tao không phục. Chú, chú điên rồi. Nói xong, huy đứng dậy định rời khỏi căn nhà này nhưng không ngờ cửa đã bị khóa huy cầm tay nắm vặn hai lần trong lòng chợt hiểu ông ta đã có chuẩn bị nên mới thoải mái nói ra mọi việc huy sợ hãi định quay lại thì gáy bị đập một cái đau điếng trước mắt tối đen lúc huy mở mắt ra lần nữa thì đã bị trói chặt trên ghế có vẻ như anh đang ở phòng bếp ông khang đứng phía trước mặt anh vẻ mặt đằng đằng sát khí huy khiếp sợ chú muốn làm gì bắt người là phạm pháp đấy Thế thì sao? Tao đã từng nghĩ sẽ lừa mẹ mày để lấy bà ấy Nhưng bà ấy nhất quyết không đồng ý Tất cả là do mày Nếu mày biến mất rồi, tao sẽ cưới bà ấy Để những đứa con khác Thế là tài sản sẽ hoàn toàn thuộc về tao Thế chú nhốt tôi lại làm gì? Mày còn có chỗ cần dùng Nếu trường hợp xấu nhất thì tao sẽ để mày làm con tin Huy không ngờ tới Mình lại rơi vào hoàn cảnh này Anh cố gắng thử thuyết phục nhưng ông khang không nghe lọt tai một chữ nào huy chán nản lớn tiếng nói chú thả tôi ra đi trước khi đi tôi có báo cảnh sát rồi nếu họ thấy tôi mất tích lâu không về nhất định sẽ tới bắt chú đấy ông khang cười khùng khục tay rút một con dao trong bếp ra tiến lại gần nếu đã thế thì ta không ngại tiễn mày đi luôn huy đã bị trói chặt chân tay không thể phản kháng được ông ta ngày một đến gần dao trong tay vung lên sẵn sàng đâm vào ngực trái của huy anh nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến choang một bóng người đập vỡ cửa sổ thủy tinh trong phòng bếp lao từ ngoài vào đá bay con dao trên tay ông khang sau đó xoay người tung một cú đá vào bụng ông ta huy mở mắt dưới ánh sáng buổi chiều tà một lần nữa an lại tới cứu anh hình ảnh của cô đẹp như một vị tướng trong lòng của huy thật ra sau khi điều tra được chứng cứ cho công ty huy đều đưa cho an sau khi biết huy định tới chất vấn ông khang an đã đi cùng anh vì cô cũng muốn tìm thêm manh mối từ ông ta không ngờ ông ta điên hơn hai người nghĩ còn đánh ngất và nhốt huy may mà trước khi mất ý thức huy kịp nhấn phím gọi nhanh báo cho an an liền sang chỗ huy cố gắng cởi trói nhưng ông khang đã đứng dậy nhanh tay rút ra một chiếc dao khác dây buộc lỏng ra An chỉ kịp nói trốn đi, sau đó quay lại cản đòn tấn công của ông Khang. Huy nghe lời, tự cười nút dây chói rồi rút vào một góc, ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi. Có thể thấy ông Khang cũng có mánh lới phòng thân, đánh nhau với cảnh sát cũng không yếu thế. Huy lo lắng, đắn đo có nên tới giúp An không? Anh chỉ sợ mình làm vướng chân cô. An cũng không ngờ ông Khang lại có thân thủ tốt như vậy. Cô đã báo cho đội, nhưng mọi người chắc phải 10 phút nữa mới tới kịp cô chỉ đành kéo dài thời gian. Hai bên liên tục ra đòn nhắm vào nhau, nhưng ông Khang có dao trên tay, cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong. An lên gối, dùng cùi trỏ đánh về phía ông Khang, nhưng vì mệt nên tốc độ yếu đi không ít. Cuối cùng bị ông ta bắt được, bẻ gập tay về phía sau. Ông ta giơ dao lên, định đâm xuống, thì Huy đã vội lao ra đẩy một cái, khiến ông ta lảo đảo. An thoát ra được, nhưng ông ta không từ bỏ, vung tay chém một nhát về phía An. Huy vội lao tới che chở cho An. Một cơn đau xé thịt ập tới, chân lưng Huy đã có một vết thương lớn. An đỏ mắt, vội ôm Lê Huy lùi lại. Đúng lúc này, người của đội chuyên án cũng ập tới phá cửa vào hỗ trợ. Ông Khang ngay lập tức bị khống chế. Huy bị thương ở lưng, máu từ vết thương không ngừng túa ra. An hoảng hốt hét lên, gọi xe cứu thương, nhanh lên. Huy bị đau, nên mặt mũi trắng bạch. Anh đang được An ôm trong tay, nâng người lên để vết thương sau lưng không chạm đất. An hai mắt đỏ hoe, lúc này khoảng cách 8 năm đã không còn là gì nữa. Trước mắt cô hình ảnh Huy lại giống như cậu thiếu niên năm nào, luôn ở bên cạnh khích lệ cô học tập, trở thành một cảnh sát ưu tú. Nước mắt An trượt rơi xuống như đê vỡ, ở khoảng khắc này cô biết tình cảm của mình với anh chưa bao giờ biến mất. Huy đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên mặt An thì thào, cậu đừng khóc, tớ không sao. An lại càng khóc dữ dội hơn. May mà xe cứu thương đã tới, Huy được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu. Tới bệnh viện, Huy được đưa vào phòng cấp cứu. An sợ hãi ngồi đợi bên ngoài. Bên cạnh còn có Khải và, và vài đồng nghiệp trong đội. Được một lát, y tá vội chạy ra nói: Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp. Nhưng bệnh viện không đủ lượng máu dự trữ. Có ai? Để tôi. An vội xung phong. Khải giật mình. Chỉ biết nhóm máu của anh ấy ạ. À? Ừ. An không giải thích nhiều đi theo y tá vào phòng lấy máu lần này cô rút ra khá nhiều vì vừa mệt mỏi lại mất máu nên khi quay lại phòng bệnh đôi môi cô đã tái nhợt khải vội đỡ cô ngồi xuống hành lang không ngờ vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gào khóc của một người phụ nữ con ơi huy ơi trời ơi con tôi bà lan lao tới phòng cấp cứu cả người suy sụp như sắp ngã có vài người chắc là nhân viên của công ty đi theo đỡ lấy bà ấy bà lan không để ý hình tượng gì nữa vừa khóc vừa gào có thể thấy bà rất lo lắng bỗng nhiên bà nhìn thấy an không biết sao lại lao tới đây chỉ thẳng vào mặt an tất cả là tại cô con trai tôi gặp cô mới bị xui xẻo khải vội ngăn bà ta lại cô ân nói cho cẩn thận chúng tôi là cảnh sát đang làm nhiệm vụ chị an đây cũng là người trực tiếp cứu con trai cô đấy an không nói gì nếu là bình thường cô đã xù lông lên nhưng bây giờ Lòng cô đang nặng trĩu lo lắng cho Huy nên không phản kháng gì. May mà bác sĩ đã ra khỏi phòng thông báo tình hình, bà Lan mới không làm loạn gì nữa. Vết thương của Huy khá sâu, phải khâu 25 mũi và nằm trên giường bệnh điều trị một thời gian, vì để không đụng tới vết thương anh phải nằm sấp. Hiện tại Huy vẫn chưa tỉnh. An biết Huy đã an toàn thì liền quay về, cô cũng đã vô cùng mệt mỏi, khải thắc mắc, "Chị không vào thăm ạ?" À? "Không cần, chị mệt rồi, về trước." em ở lại lát anh ấy tỉnh thì hỏi khẩu cung là được rồi an trở về nhà một phần vì cô cần nghỉ ngơi một phần vì trải qua lần sinh tử này cô vẫn chưa biết nên đối mặt với huy thế nào trước đó an cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm đã có thể dứt hẳn mối tình đau đớn đó nhưng khi nhìn huy bị thương trái tim cô vẫn đau đớn lắm huy nằm viện hơn một tháng nhưng an không hề đến một lần nào anh đã phối hợp với cảnh sát lập lời khai để bắt giam ông khang chờ xét xử gia đình nạn nhân cũng đã được triệu tập để lật lại vụ án tự tử của người kế toán trưởng kia an vì việc thu thập chứng cứ và chuẩn bị cho phiên tòa xét xử mà bận tối tăm mặt mũi tuy cô lo lắng cho huy nhưng cũng chỉ tìm hiểu thông tin qua đồng nghiệp chứ không đến gặp trực tiếp an sợ không điều khiển được cảm xúc của mình nhưng không ngờ huy lại đến tìm cô Lúc An từ đồn công an đi ra, Huy đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng. Thấy An, anh vội vẫy tay. An đành phải bước tới bên này, xưng hô cũng đã thân thiết hơn với Huy. Sao, sao cậu lại đến đây? Vết thương đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi, giờ cũng không đau nữa. Tớ đến là để muốn cảm ơn cậu. Cậu không cần phải làm vậy đâu. Đây là trách nhiệm của cảnh sát bọn tớ. Hơn nữa, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng vì cậu đã đỡ hộ tớ phát chém đó. Nếu không, người nằm trên giường phải là tớ mới đúng vậy cậu định cảm ơn tớ thế nào hả an giật mình cũng chỉ là buộc miệng nói nhưng huy lại mặt dày đòi cảm ơn cô cũng không biết làm sao liền nói thế cậu muốn cảm ơn thế nào huy chân thành nhìn vào mắt an tớ đã biết chuyện cậu truyền máu cho tớ tớ cũng đã nhìn thấy cậu khóc vào hôm ấy an có phải cậu vẫn còn tình cảm với tớ không hay là chúng ta tiếp tục được không năm ấy cậu nói câu chia tay nhưng tớ chưa hề đồng ý trái tim của an run lên một nhịp nhưng cô vẫn bình tĩnh nói cậu bị thương ở lưng chứ đâu phải bị thương ở đâu nghĩ linh tinh cái gì thế cậu quên là gia đình cậu không đồng ý à chúng ta làm sao có kết quả gì được huy nắm lấy tay an cố gắng thuyết phục lần này tớ sẽ thuyết phục được mẹ xin cậu hãy tin tớ an rút tay mình ra giọng nghẹn ngào tớ xin lỗi cô quay người bước đi mỗi bước chân đều là một bước đau đớn nhưng cô không thể lặp lại sai lầm sao cô có thể để bố mẹ phải chịu tủi nhục một lần nữa chứ một tình yêu không được chúc phúc thì liệu nó có bền lâu cả tuần sau đó an cũng không thấy huy liên lạc lại không ngờ đột nhiên lại nhận được tin nhắn cứu tớ an hoảng hốt nghĩ rằng huy bị làm sao vội chạy đến địa chỉ mà huy gửi đó là một căn nhà nhỏ hai tầng nằm yên ắng bên bờ sông an vội lao vào lên tầng 2 đạp cửa xông tới. Nhưng không ngờ Huy vẫn an toàn ngồi đó, không hề có dấu hiệu bị uy hiếp nào. An nhíu mày ngờ vực, Huy thì cười cười, cậu vào đi, đây là nhà riêng của tớ. An bước chân vào căn phòng, đây có lẽ là phòng ngủ của Huy, nhưng điều khiến cô kinh ngạc là có rất nhiều ảnh của cô, chủ yếu là khoảng khắc hai người chụp cùng nhau hồi cấp 2, có cả ảnh từ lúc cô tốt nghiệp trường cảnh sát. Huy còn đặt Phía trên tủ đầu giường, một tấm ảnh hai người chụp chung, khung ảnh đã sơn màu, chứng tỏ anh đã giữ nó rất lâu. Huy lấy ra một chiếc hộp, trong đó có tất cả những món đồ kỷ niệm của hai người. Anh lấy từng thứ ra, kể về từng kỷ niệm gắn bó với nó. Hai mắt An đã đỏ hoe. Lấy món đồ cuối cùng ra khỏi hộp, Huy trân trọng nói, tất cả những gì thuộc về chúng ta, tớ vẫn giữ gìn trong 8 năm qua tớ vẫn chưa bao giờ quên cậu ngày nào cũng nhớ mong cậu vì thế tớ chỉ đành mang mọi thứ vào góc riêng này để có cảm giác như chúng ta vẫn còn ở bên nhau anh nắm lấy tay cô một lần nữa thổ lộ an cậu cho tớ một cơ hội nữa được không nhất định nhất định tớ sẽ không để cậu buồn khổ nữa an cảm thấy như có một bức tường ngăn cách trong lòng đã sụp đổ cô không kìm được lòng mà rơi nước mắt một lần nữa An lao vào vòng tay của Huy, vòng tay mà cô cũng nhớ nhung suốt 8 năm nay, dù cô mạnh mẽ đến đâu, cá tính đến đâu, đứng trước tình yêu của mình, cô cũng trở nên mềm mại nhỏ bé. Nguyên cả tháng sau đó, bà Lan và Huy, đã chiến tranh lạnh, Huy đã nói cho bà Lan biết mọi chuyện, cũng nhấn mạnh là An đã là ân nhân của anh và công ty, nếu không có cô, cô cùng anh điều tra, chỉ sợ ông Khang đã tiếp tục thực hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia đình. Bà Lan bị đả kích nặng nề, tâm thái cũng khác đi nhiều. Tuy bà vẫn chưa thể chấp nhận an hoàn toàn, nhưng lần này Huy cũng không có lý do gì để khuất phục nữa. Cuối cùng, bà Lan cũng đành gật đầu chấp thuận, nếu không chỉ sợ lại thêm 8 năm nữa, Huy vẫn chưa chịu tìm người khác thì bà sẽ mãi mãi không có cháu nội mất. Vào Tết năm đó, ông chính và bà Nguyên khiếp sợ khi bà Lan đích thân đến tận nhà xin lỗi. Tuy đã nhiều năm, nhưng nói thật Bà Nguyên cũng không dễ tha thứ. Cái bà lo nhất là sau này nếu Đệ An cưới Huy thì liệu bà Lan có làm khó dễ không? Vì thế bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Bà Lan đã bày tỏ thành ý rồi, cũng không thể ngày một ngày hai bắt bà thay đổi hoàn toàn. Nên mọi việc chỉ đành trông chờ vào Huy. Bố mẹ An không chào đón Huy. Cũng như 8 năm trước, liên tục gây bất lợi nhưng Huy không ngại. Anh dùng đúng một năm trời để thuyết phục ông Chính và bà Nguyên cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của ông bà. An và Huy tổ chức đám cưới vào năm 28 tuổi với sự chúc phúc của hai bên gia đình. Bạn bè trong lớp cấp 3 cũ, ai cũng kinh ngạc, đến chính An cũng cảm thấy mọi chuyện cứ như mơ vậy. Chàng trai ở bên cạnh năm 17 tuổi đã trở lại bên cô, làm mọi cách để đi về phía cô. Thật may, sau bao nhiêu bão rông, hai người cuối cùng cũng đợi được một hạnh phúc trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường quen với cách nghĩ liễu yếu đào tơ thì được người quân tử bảo vệ che chở người con gái khi yêu đợi chờ được người đàn ông của đời mình chăm sóc nâng niu trước sóng gió nhưng trong câu chuyện của chúng ta ai yêu chân thành đều sẽ trở thành người che chở cho người mình yêu thương lấy được cô vợ cảnh sát như trong câu chuyện hẳn cũng thú vị phải không các bạn Tình yêu đến, tự làm nên ánh hào quang tô điểm cho trái tim và nhan sắc người được yêu. Huống gì, cả đôi tình nhân trong câu chuyện vốn dĩ đã có trái tim tuyệt đẹp rồi. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.